Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối cùng của bộ truyện Hôn nhân ép buộc. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập cuối. Đã 3 năm trôi qua, Lâm Tiết Kha mỗi ngày đều cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Cô cố gắng chăm chỉ học tập và làm việc, ngày ngày đều tới trường, bắt nhịp theo các xu hướng hiện có để có thể tạo nên những bản vẽ phù hợp với thị trường. Thời gian dĩ nhiên là chẳng có, nhưng có ai biết cô vẫn ngày đêm nhớ về Dương Tuân Phong. Chẳng hiểu vì sao, đã 3 năm dài trôi qua mà cô vẫn chưa thể quên được anh. Nghĩ cũng rất kỳ lạ, bao nhiêu chàng trai vì cô mà hy sinh, một lòng muốn ở bên chăm sóc và yêu thương cô thì cô không chấp nhận. Vậy mà người khiến cô đau lòng, khiến cô tổn thương thì cô mãi chẳng thể quên được. Ngồi thẫn thờ một mình bên cạnh cửa sổ, cô ngắm nhìn trời đêm đầy sao. Ánh trăng hôm nay cũng thật sáng, khung ảnh này thật yên bình. Vậy nhưng lòng người lại không như vậy. Tiết Kha cứ ngồi đó nhớ lại những gì đã làm cùng với Dương Tuân Phong. Mọi thứ thật tốt đẹp, thật ý nghĩa. Cô đã từng rất hối hận khi gặp được anh, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy biết ơn ông trời vì đã ban cho cô khoảng thời gian hạnh phúc ấy. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tiết Kha thu hồi lại những suy nghĩ. Cô tiến lại giường, cầm lên chiếc điện thoại của mình. Nhìn thấy tên lão Lâm thì khóe môi đã cong lên, trong mắt đã hiện không biết bao nhiêu nhớ nhung. Alo, con nghe đây ba. Lâm Tiết Kha, con là tính khi nào mới về bên ta đây? Ba có phải là nhớ con gái rất nhiều rồi đúng không? Cả đời còn lại của ba chỉ có mỗi một mình con, sao có thể không nhớ đây? Lâm Tiết Kha hơi khẽ cười vì độ dễ thương của ba mình. Nếu như được lựa chọn, cô cũng mong muốn bản thân sẽ yêu một người như ba, một lòng chung thủy, một lòng yêu thương. Nói trước 2 ngày nữa con sẽ bay trở về nước. Lần này con sẽ quay trở về và trở thành một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp khiến ba tự hào. Được rồi, cho dù con làm gì thì ba vẫn luôn hãnh diện với con. Con yêu ba, ba cũng yêu con. Ba có chút việc cần làm, khi khác sẽ gọi cho con. Tại thành phố A, Dương Tuân Phong cũng mệt mài với công việc của mình. Tuy không có thời gian, nhưng anh vẫn thường xuyên đi tìm kiếm cô. Mỗi ngày đều cố gắng dành thời gian đi ngang qua Lâm gia, mong có thể thấy được hình bóng của cô. Nhưng tất cả những gì anh làm đều trở nên vô vọng. Cũng từ lâu, Tuân Phong ở luôn tại Diệp gia. Ông bà Diệp mong muốn anh có thể ở bên cạnh để chăm sóc. Hơn nữa họ cũng muốn khẳng định Tuân Phong chính là một thành viên của Diệp gia, là đứa con của họ. Trở về nhà, Dương Tuân Phong nhìn thấy Diệp Lâm Tần đang ngồi xem tin tức thị trường thì có chút buồn cười. Anh tiến lại ngồi cạnh ba mình, nhìn màn hình TV rồi nhìn ông. Sao ba không xem cái gì khác cho thoải mái, như phim ảnh, âm nhạc gì đó? Những cái này ba quan tâm làm gì cho nhức đầu? Cứ để con với Mộ Khanh lo là được rồi. Ba lại không hứng thú với phim ảnh. Kinh tế thị trường nó ăn ở trong máu của ba rồi. Như nhớ ra gì đó, Diệp Lâm Tần tắt TV. Ông bất ngờ nghiêm túc khiến anh cũng hơi giật mình. Kêu dì Tần mang cho anh một ly sữa ấm. Ông nhìn chằm chằm làm anh không mấy thoải mái. Ba sao vậy? Sao bỗng dưng lại nghiêm túc đáng sợ như vậy? Làm con sợ đó. Con cũng biết sợ sao? Bà hỏi con, khi nào thì con mới chịu yêu đương kết hôn đây? Dương Tuân Phong hơi trầm mặc khi ba mình nhắc về chủ đề này. Nếu như anh biết Lâm Tiết Kha ở đâu thì anh cần gì ai nhắc nhở. Tuân Phong của ngày hôm nay đã tin vào thứ gọi là tình cảm gia đình. Anh không mang nặng nợ ân nợ nghĩa với Diệp gia, vì anh biết đây là gia đình của anh, là nơi để anh thỏa mãn làm những gì mà anh muốn. Thế nhưng đâu ai biết trái tim của anh đã bị Lâm Tiết Kha kia thao túng. Anh không thể yêu đương chẳng phải là do cô hay sao? Chuyện đó con chưa có nghĩ tới thưa ba. Có phải con lại nghĩ rằng ba mẹ cần con trả ơn nghĩa nên tới giờ vẫn muốn một mình? Không phải đâu ba, chỉ là con chưa tìm được người con cần thôi. Khi nào con có thì con sẽ dắt về nhà mà. Đợi con thì biết đến khi nào? Để lão già này sắp xuống lỗ thì con mới chịu yêu đương sao? Ba đừng nói như vậy mà. Con hứa, khi nào có đối tượng phù hợp thì con sẽ mang cô ấy về ra mắt ba mẹ. Diệp Lâm Tần thở dài, ông uống một ngụm trà nhìn anh.
Thôi vậy, con không tìm được thì để ba. Ba có một ông bạn, ông ấy có một cô con gái rất xinh đẹp, còn rất tài giỏi, hiện tại còn đang đi du học ở Pháp. Nhưng mà nghe nói 2 ngày nữa thì sẽ về. Lần này ba muốn con đi xem mắt thử. Con đừng hiểu lầm ý của ba, không phải là ba bắt ép con, chỉ là đi ăn uống một bữa. Nếu thấy hợp thì mình tiến tới, còn không thì thôi. Ba không gán ghép đâu, nên con đừng có lo. Nhìn nét mặt hào hứng của ông, Tuân Phong cũng không biết nên từ chối như thế nào. Thôi thì cứ gật đầu đại một lần cho ông vui lòng. Dẫu sao thì trong trái tim anh cũng chỉ có mỗi Lâm Tiết Kha. Vậy con tùy ba sắp xếp. Tốt, như vậy là rất tốt. Bây giờ thì uống sữa, rồi mau chóng lên phòng tắm rửa. Dạ ba. Dương Tuân Phong tạm biệt ba mình, uống hết ly sữa rồi bước lên phòng. Căn phòng rộng lớn mang theo sự lạnh lẽo và cô đơn. Anh đứng bên cạnh cửa sổ, nghĩ mãi về Lâm Tiết Kha. Anh hối hận vì ngày hôm đó đã từ chối lời tỏ tình của cô. Nếu như hôm ấy anh đồng ý, thì có phải bây giờ họ cũng có một cái kết đẹp như Diệp Mộ Khanh và Lam Tuệ Di hay không? 3 ngày sau, tại sân bay quốc tế thành phố A, Lâm Trường Vĩ đứng đợi đứa con gái cưng của mình. Tiết Kha kéo vali bước ra ngoài, vừa nhìn thấy ba mình, cô đã hạnh phúc đến nghẹn ngào chạy tới bên cạnh ông. Ôm đứa con gái cưng vào lòng, 3 năm xa cách, thật không biết bao nhiêu nhớ nhung. Xem nào, con gái ba đã xinh đẹp hơn rất nhiều rồi. Bạn thật tình, bây giờ thì mình về nhà thôi, con nhớ nhà lắm rồi. Được được, tài xế Trần à, mau đưa tiểu thư về. Lâm ra hôm nay tươi tắn hơn hẳn, có cô tiểu thư trở về nên mọi thứ đều như đang đón chào cô vậy. Lâm Thiết Kha ngồi xuống sofa bên cạnh ba mình, dựa đầu vào vai ông, cô hạnh phúc đến cười híp mắt. Trường Vĩ hài lòng cười với cô. Con đi phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai cùng với ba đi ăn tối. Ừ? Sao bỗng dưng ba của con lại lãng mạn vậy? Không phải là lãng mạn, mà là ba có một ông bạn. Ông ấy muốn ba và con đi ăn tối chung. Bạn của ba thì dù con đi làm gì? Thì thật ra là có con trai ông ấy nữa. Lâm Tiết Kha trước nay không thích về việc xem mắt như thế này. Cô hơi nhíu mày nhìn ông. Trường Vĩ biết con mình không thích nên ông vội xua tay giải thích. Không phải như con nghĩ đâu, không phải là xem mắt, mà là đi ăn chung một bữa thôi. Cái này có thể gọi là giao lưu một chút. Con biết rồi, vậy giờ con lên phòng nghỉ ngơi. Dẫu sao ba cũng đã hẹn, con cũng không thể làm mất mặt ba. Con gái, con nói như vậy là giận ba sao? Không có, con sao có thể giận ba? Chỉ là mong muốn yêu đương gì đấy, con không hứa được. Không, ba không ép những cái đó, chỉ là đi ăn thôi. Dạ, vậy con xin phép lên phòng nghỉ ngơi ạ. Tiết Kha đứng dậy bước lên phòng, nằm xuống giường cô mệt mỏi nghĩ về chuyện yêu đương. Người mình yêu thì mãi không thấy. Cô có nên gọi cho anh, báo rằng cô đã quay trở về hay không? Nhưng cô sợ anh lại một lần nữa xem cô là bạn, là cái mối quan hệ mà cô không bao giờ mong muốn có với anh. Vẫn nên không gặp thì tốt hơn. Thành phố A xinh đẹp về đêm, từng ánh đèn màu sáng lên trong màn tối. Lâm Thiết Kha không quá cầu kỳ, cô nhẹ nhàng trong bộ váy trắng trễ vai dài trên đầu gối, không quá nổi bật nhưng lại khiến cô trở nên tiểu thư sang chảnh. Vì là bữa ăn bình thường nên Dương Tuân Phong cũng chỉ ăn mặc giản dị, áo sơ mi trắng cùng quần nâu đen, vừa khiến anh trẻ trung, vừa khiến anh trở nên cực soái. Diệp Lâm Tần có vẻ như rất nôn nóng sẽ có con dâu nên tận tình đặt cho anh một bó hồng lớn. Tuân Phong vừa nhìn đã hơi nhíu mày. Không phải chỉ là bữa ăn bình thường thôi sao? Tặng hoa để làm gì? Biết cậu con trai của mình nghĩ gì nên Lâm Tần vội cười xua tay nhìn anh. Cái này không thể gọi là xem mắt đâu, là lịch sự. Con nghĩ không cần thiết đâu ba. Ây à, con không có tinh tế gì cả. Lần đầu gặp, mang chút thành ý cũng dễ dàng hợp tác trong việc làm ăn. Biết ba mình có ý gì, nhưng Dương Tuân Phong nào dám cãi lời. Anh đành nhận lấy bó hoa từ ông. Diệp Lâm Tần hài lòng, vui vẻ huýt sáo bước xuống gara. Mộ Khanh từ trên lầu bước xuống khó hiểu nhìn Tuân Phong. Cậu đi đâu vậy?
Còn có cả Hoa. Không phải là kiếm được em nào rồi đúng không? Còn hứa hẹn chỉ có mỗi Lâm Thiết Kha. Không em nào cả. Là bà muốn tôi đi xem mắt. Xem mắt? Ừ. Bạn của bà có một cô con gái lớn nên có ý muốn hai đứa thành đôi. Hoa này cũng là ba chuẩn bị. Tôi đi vì không muốn ba buồn lòng thôi. Ồ, xem ra lão Diệp nhà chúng ta rất nôn nóng có con dâu thứ rồi. Ổn áp thì cưới liền cho nóng. Cậu im cái miệng thối của cậu đi. Tôi chỉ chờ mỗi cô ấy thôi. Câu sau của Dương Tuân Phong như thể sự tự trách. Hít một hơi thật sâu rồi cũng tạm biệt Mộ Khanh rời đi. Nhìn Tuân Phong như vậy, Mộ Khanh cũng không vui vẻ gì. Anh cũng chỉ cầu cho người anh em này sớm gặp lại người thương, sống hạnh phúc đến cuối đời. 3 năm nay, cuộc sống với Dương Tuân Phong quá đỗi khắc nghiệt rồi. Mong cậu có thể sớm gặp được Tiết Kha để nói lời xin lỗi và bù đắp cho cô ấy. Diệp Lâm Tần trên xe thôi không ngừng nhắc về cô gái bí ẩn kia. Những lời hoa mỹ đều dành cho cô gái, nhưng sao Tuân Phong không nghe lọt nổi. Dù cho cô gái đó có bao nhiêu điều tốt đẹp, cũng không thể bằng Lâm Tiết Kha trong lòng anh. Dù cho Tiết Kha có chút trẻ con, nghịch ngợm, lại không hiểu chuyện, nhưng đối với anh đó là người con gái hoàn hảo nhất. Tại nhà hàng 5 sao rộng lớn, ông Diệp bước vào trong sự cung kính của nhân viên, chọn một vị trí thuận mắt, cả hai tiến lại ngồi vào bàn chờ hai vị khách còn lại. Dương Tuân Phong không quá quan tâm, anh lướt điện thoại xem báo tài chính và kinh tế trong ngày. Lâm Tần biết là không thể gượng ép anh, nên đành buông xuống, ngồi im bên cạnh. Lúc này, Lâm Trường Vĩ khoác tay cô gái nhỏ bước vào. Trên khuôn mặt nữ nhân không mấy vui vẻ, thậm chí là thể hiện rõ không muốn có buổi gặp mặt này. Lâm Tần vừa thấy bạn mình đã vẫy tay liên tục, ra hiệu cho ông đang ngồi chờ. Mà Trường Vĩ cũng vội vàng nắm tay con gái, kéo về phía bàn của Lâm Tần. Chào bạn già. Dương Tân Phong lúc này mới bỏ điện thoại xuống đứng dậy cúi chào ông Lâm. Lúc anh đứng thẳng người dậy là lúc hai ánh mắt chạm nhau, cả hai như bất động không tin vào mắt mình, đến khi Trường Vĩ kéo ghế khẽ cười. Con gái, ngồi đi con. Tuân Phong mãi cũng không dứt ánh mắt ra khỏi được cô. Lâm Tần tưởng anh bị hút hồn trong nhan sắc của cô nên vô cùng hài lòng. Ông còn đá chân ra hiệu anh tặng bông cho Tiết Kha. Tuân Phong lúc này mới bình tĩnh trở lại, anh cầm lên bó hoa đưa tới trước mặt cô. Anh tặng em, mong là em sẽ thích. Lâm Tiết Kha ánh mắt hơi ngập ngừng. Cô đưa tay lên nhận bó hoa rồi gật nhẹ đầu với anh. Món ăn được mang lên, trên bàn cũng chỉ có mỗi hai kẻ già nói chuyện vui vẻ với nhau. Dương Tuân Phong lâu lâu lại lén nhìn cô. Đôi lúc hai ánh mắt chạm nhau rồi lại vội vàng né tránh. Lão Lâm à, ông nói xem, con trai tôi có cửa vào làm rể nhà họ Lâm của ông hay không? Cái đó còn phải phụ thuộc vào con gái của tôi rồi. Nhưng mà Tuân Phong trước nay mang danh tiếng rất nhiều, vừa tài giỏi lại vừa thông minh, nhạy bén. Chỉ cần cưới về, lập tức tôi sẽ giao Lâm Thị cho cậu ấy quản lý. Quá tốt rồi. Tuân Phong, con thấy thế nào? Dương Tuân Phong chỉ đưa mắt nhìn cô không trả lời. Tiết Kha thì vẫn một mực cúi đầu không dám ngước lên. Khoảnh khắc ngượng ngùng này sao có thể rút ra được đây? Không biết nên làm gì hơn, Tiết Kha đành đứng dậy lễ phép. Con xin phép đi vệ sinh một chút. Được, đi đi con. Tiết Kha vừa bước đi thì Tuân Phong cũng đứng dậy xin phép rời đi. Hai lão già xua tay mặc kệ tuổi trẻ, muốn làm gì thì làm. Chạy theo cô tới một góc khuất, Tuân Phong mới mạnh dạn kéo tay cô lại. Tiết Kha hơi giật mình quay lại nhìn anh, không biết nên làm gì nên cô đành cười gượng. Anh sao lại ra đây rồi? 3 năm qua em đã đi đâu? Không vòng vò, Dương Tuân Phong muốn vào thẳng vấn đề chính. Có trời mới biết anh đã điên loạn như thế nào khi nhìn thấy cô. Nếu lúc đó không có hai người lớn thì chắc anh đã ôm chặt lấy cô để cô mãi không được rời xa anh nữa. Tiết Kha khẽ cúi đầu, cô hơi né tránh ánh mắt dò xét của anh. Em có chút việc nên mới rời khỏi thành phố. Vậy tại sao lại cắt đứt liên lạc với anh? Đối diện với câu nói này của anh, Lâm Tiết Kha không hiểu sao lại thấy tủi thân. Cô ngước mắt lên nhìn anh, nhưng ánh mắt đã nhòe đi. Bị em sợ. Em sợ em sẽ nhớ anh, sợ sẽ không quên được anh. Vậy bây giờ em đã quên anh chưa?
Lâm Tiết Kha nước mắt đã giàn giụa cả một mặt. Cô cúi người liên tục lắc đầu. Hình ảnh đáng thương này làm trái tim anh cũng như bị xén ngang. Nhẹ nhàng vươn tay kéo cô vào lòng mình, Tuân Phong cũng không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Đồ ngốc, em có biết anh đã tìm em bao lâu rồi không? Có biết là anh đã nhớ em nhiều như thế nào không? Có biết anh đã đau lòng biết bao nhiêu không? Tiết Kha không trả lời, chỉ nức lên trong lòng anh. Tuân Phong đẩy nhẹ cô ra, anh đưa tay nâng cầm cô lên đối diện với mình. Nhìn cô một thoáng, anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Tiết Kha trợn tròn mắt khi cảm nhận được sự đụng chạm trên đầu môi, hơi giật mình nhích người ra sau, nhưng đã bị anh vòng tay dưới eo kéo siết chặt lại. Cứ đứng yên như vậy, đến khi anh dứt khỏi nụ hôn, cô vẫn còn bàng hoàng nhìn anh. Sự ngây ngốc này làm anh phải bật cười. Đừng có khóc nữa. Lát ra bà tưởng anh ức hiếp em thì phải làm sao đây? Thì anh dáng mà nghe chửi. Anh không sợ nghe chửi. Anh chỉ sợ ba không gả em cho anh. Nói gì vậy chứ? Ai thèm gả cho anh? Câu nói của anh làm cô hơi đỏ mặt. Dáng vẻ đáng yêu này làm Tuân Phong chỉ muốn ôm khảm cô vào lòng, mãi không để cô rời đi nữa. Đúng là thế giới này rất tròn, anh như vậy lại có thể tìm lại thấy cô, có thể cùng cô bắt đầu lại từ đầu. Tiết Kha, phải làm sao đây? Làm gì cơ? Anh chỉ muốn ôm em thôi, không muốn buông ra nữa. Còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm đến chặt cứng. 3 năm qua, Lâm Thiết Kha nhớ anh đến nỗi nhiều đêm chỉ có thể khóc. Cô không nghĩ khi quay trở về có thể được cùng anh như thế này, không nghĩ rằng tình yêu của mình được đền đáp. Vòng tay ôm lấy anh, cô nhỏ tiếng trong lồng ngực rắn chắc. Tuân Phong, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Đừng rời đi nữa, được không? Ừ. Hai kẻ già ngồi ăn uống, trò chuyện trong vui vẻ. Bọn họ dường như rất mong chờ việc hai đứa con sẽ kết duyên thành vợ, thành chồng. Nếu mà thực thì xem ra kiếp này họ đã gặp được tri kỷ. Dương Tuân Phong cùng Lâm Tiết Kha bước ra, cả hai vờ như không có chuyện gì, chỉ chăm chú ăn uống phần của mình. Thấy hai đứa con không có biến động là hai kẻ già lại lo lắng không yên. Diệp Lâm Tần thở dài, ra vẻ chán nản. Dương Tuân Phong à, con đừng có thờ ơ nữa. Nói ba xem, con thấy Lâm Tiểu Thư như thế nào? Câu hỏi này thật gây hứng thú cho cả Lâm Trường Vĩ. Lão ngước lên nhìn, trông mong câu trả lời của cậu con rể mà mình nhắm tới. Tiết Kha cũng không kiềm được lòng, hướng nhẹ mắt lên nhìn anh. Tuân Phong hơi nhích nhẹ môi nhìn cô, ánh mắt đó ôn nhu và ấm áp kỳ lạ, nụ cười đó cũng rất đặc biệt. Em ấy rất xinh đẹp. Môi của Tiết Kha khẽ cong lên, cô lại cúi xuống ăn. Mặc cho hai người lớn đang rất hứng thú cười lớn, Lâm Tần có vẻ hài lòng lắm, lão vỗ vỗ vai anh. Thế có đúng chuẩn người con mong muốn lấy làm vợ chưa? Câu hỏi này có vẻ không đúng lắm, rõ ràng ở nhà đã bảo đây không phải là buổi xem mắt cơ mà. Nếu như đối tượng là người khác, chắc Tuân Phong đã rất khó chịu. Nhưng người đang ngồi đối diện anh là cô, là người anh yêu đến tận tâm can. Rất đúng ý của con. Chỉ mong là em ấy không chê, là nguyện ý gả cho con. Câu nói này có khác gì mật ngọt rót vào tim Tiết Kha không? Cô ngước ánh mắt lên vô cùng ngại ngùng. Lâm Trường Vĩ thích thú, vỗ vỗ tay lên đùi. Ông đưa ánh mắt nhìn sang đứa con gái cưng của mình. Lâm Tiết Kha, anh đã ngỏ lời, ý của con như nào? Ba, rõ ràng ba nói đây chỉ là bữa ăn gặp mặt bạn ba mà, sao bây giờ lại đi hỏi con những vấn đề này? Tiết Kha nhẹ nhàng né tránh câu hỏi của ba mình. Ý cô như thế nào ư? Cái đó còn phải coi biểu hiện của Dương Tuân Phong. Tha thứ cho anh, cô đã làm, nhưng gả cho anh, sao có thể nói ngày một ngày hai? Dương Tuân Phong sao có thể không hiểu ý Tiết Kha? Anh hơi khẽ cười, gắp cho cô một miếng thịt. Không sao, anh chờ em được. Dương Tiểu Gia, ngày đầu gặp mặt anh như vậy là không nên, có vẻ lỗ mãng rồi. Biết cô đang nói kháy mình nên anh cũng chỉ cười nhìn cô. Hai lão già cứ ngồi đó thôi, nhìn hai đứa trẻ trọt qua trọt lại cũng rất thú vị. Đợi khi bữa ăn kết thúc, Lâm Trường Vĩ lại học đòi nhìn lão bạn già của mình. Lão Diệp à,
Lâu quá không làm vài ván cờ, nhớ quá đi mất. Hay tôi chờ ông về Diệp gia làm vài ván, coi như ôn lại kỷ niệm xưa. Lại quá ư là hợp lý rồi. Vậy việc đưa Tiểu Kha về chắc phải nhờ tới con rồi, Tuân Phong. Biết ngay là sẽ có chiêu trò mà. Lâm Thiết Kha đưa mắt liếc lên cái tên đang tỏ ra rất vui vẻ kia. Hai lão già còn không cần chờ hai đứa con đồng ý đã bỏ chạy xa bay. Tuân Phong gọi nhân viên phục vụ ra tính tiền rồi đứng dậy nắm lấy tay cô. Lâm tiểu thư khó tính, để tôi đưa cô về. Dương Tuân Phong, sao anh dám nói mấy lời đó với ba em? Anh chỉ mong sớm lấy được em về nhà thôi. Em còn lâu mới gả cho anh, ít nhất thì cũng phải yêu đương. Em muốn anh cho em cảm giác an toàn trước khi đưa em về mái nhà chung. Vậy thì tin tưởng anh, bạn gái. Tiết Kha hơi khẽ cười nắm lấy tay anh rời khỏi nhà hàng. Tuân Phong biết chắc hôm nay lão Lâm sẽ không về Lâm gia, nên cũng mạnh dạn đưa cô về biệt thự riêng của mình. Tiết Kha vừa xuống xe đã nhìn anh ngờ vực. Anh đưa em về đây làm gì? Vào trong nhà thôi, anh muốn được ở bên cạnh em. Tiết Kha cũng nhớ anh nên cũng không kỳ kèo mà bước vào trong. Căn biệt thự riêng này không quá rộng lớn, trước nay cũng chỉ mỗi Tuân Phong ở, nên anh cũng không có nhu cầu xây dựng quá to hay quá hoành tráng. Từ lâu Tuân Phong không còn về đây mà ở hẳn bên Diệp gia, nhưng anh vẫn sẵn sàng chi tiền thuê người dọn dẹp hàng tuần, vì có đôi lúc anh cũng muốn yên tĩnh một mình. Ngồi xuống sofa, Tiết Kha nhìn xung quanh đánh giá sự gọn gàng. Tuân Phong vào bếp pha một ly sữa tạm bợ mang ra cho cô, búng yêu lên trán cô một cái. Anh khẽ cười. Anh gọn gàng như vậy, con heo ở dâu như em sau này cũng yên tâm một phần nhỉ. Em không có ở dâu, em chỉ hay bày bừa thôi. Không sao, anh sẵn sàng đi dọn cho em. Lâm Tiết Kha khẽ cười, vươn tay ôm lấy cổ anh. Tuân Phong cũng siết nhẹ tay ôm eo cô. Bọn họ bây giờ hệt như muốn dính keo lại vậy, một khắc cũng không muốn tách ra. Tuân Phong, em muốn ăn đồ ngọt. Nhìn đồng hồ đã không còn sớm, Tuân Phong lắc đầu trách mắng cô. Không thể ăn đồ ngọt vào giờ này đâu. Nhưng mà em muốn ăn. Ngoan, khi khác sẽ cho em ăn. Tiết Kha phụng phịu buông anh ra ngồi xuống sofa. Biết là cô giận, nhưng anh cũng không thể nuông chiều những việc như thế này được, nó sẽ không tốt cho cô. Uống sữa đi, đừng có giận anh. Không uống. Tiết Kha, anh nghiêm túc đó. Tuân Phong thật không giống những người khác, không nuông chiều người yêu một cách vô lý. Bọn họ đã xa nhau rất lâu, nghĩ rằng Tuân Phong sẽ phải cưng chiều cô vô giới hạn, nhưng không, anh dường như vẫn như xưa, vẫn sẽ không nuông chiều nếu như cô vô lý. Tiết Kha phụng phịu uống sữa, còn anh thì chỉ biết ngắm nhìn cô thở dài. Vì còn đang rất tức giận nên Tiết Kha đã đặt chiếc ly rỗng một cái cạch xuống bàn. Khuôn mặt buồn bực của cô cũng làm anh bật cười, hôn một cái chóc lên đôi môi nhỏ. Tuân Phong kéo cô vào lòng mình. Em bị ngốc sao? Ăn đồ ngọt về đêm không tốt. Anh khó tính thì có. Anh khó tính vì lo cho ai hả? Em mới là không cần anh lo. Em không cần, nhưng anh vẫn lo, vì anh yêu em. Tiết Kha vô cùng hạnh phúc. Cô lọt thỏm vào lòng anh trong sự ấm áp. Nghĩ ngợi một thoáng, Tuân Phong mới lên tiếng. Tối nay có thể ở lại đây không? Anh điên à? Anh muốn sáng hôm sau bà sẽ hỏi em tối hôm qua em đi đâu sao, rồi em sẽ trả lời như thế nào? Bà em sẽ không về Lâm gia đâu, tin anh đi. Có ai như anh chứ, mới đi xem mắt mà đã bắt con người ta ở lại nhà qua đêm. Dương Tuân Phong hơi khẽ cười, đưa tay nâng cầm cô lên đối diện mình. Ánh mắt anh tựa như rất êm đẹp, cả thế giới của anh chính là cô. Biết sao được, vì đối tượng xem mắt của anh rất xinh đẹp. Tất nhiên là Lâm Tiết Kha em phải xinh đẹp rồi. Tuân Phong cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng cuốn dần đi những tì vị riêng biệt. Tiết Kha nhắm mắt lại cùng anh dây dưa không lối thoát. Những cảm xúc này họ đã mong muốn từ rất lâu rồi. Hôm nay họ có được nhau chính là thành quả của tình yêu. Dương Tuân Phong bất ngờ bế bổng cô lên, anh vẫn nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Từng bước chân một dần bước lên phòng.
Chẳng hiểu sao Tiết Kha lại không một chút lo lắng với hành động này của anh. Có vẻ như cô tin tưởng vào anh, vào chính tình yêu của anh. Đá cửa phòng bước vào trong, Tuân Phong đặt cô xuống giường, còn chính mình đã nằm đè lên, vuốt nhẹ mái tóc cô. Tuân Phong hơi khẽ lên giọng nhỏ nhẹ. Tiết Kha, sẽ thế nào nếu anh biến em thành người phụ nữ của anh? Gì đây? Anh làm vậy với đối tượng xem mắt ngay từ ngày đầu gặp sao? Lỗ mãng. Anh đồng ý làm tên lỗ mãng trong mắt em. Cả hai hơi khẽ cười. Tuân Phong một lần nữa cúi xuống hôn vào môi cô, nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào của anh. Tiết Kha không phản kháng vì cô tin Tuân Phong. Người đàn ông này sẽ không để cô chịu thiệt thòi. Dương Tuân Phong hôn lên mí mắt nhắm hờ của Tiết Kha. Phải nói bao nhiêu lời mới có thể khiến anh trút hết những nỗi nhớ trong lòng đây? Yêu thương trân trọng trong từng hành động, anh nắm lấy tay cô, ngọt ngào hôn nhẹ lên. Lâm Tiết Kha, em sao lại xinh đẹp như vậy? Còn phải nói sao? Em từng là hot girl của trường đấy. Lúc trước còn được rất nhiều người chú ý tới. Vậy xem ra Dương Tuân Phong anh là kẻ mù, không nhìn thấy tiên nữ trước mặt. Cũng có thể. Dương Tuân Phong hơi khẽ cười, ánh mắt nuông chiều nhìn cô, hơi thở anh nặng nề, trực thẳng nóng gian một bên cổ của Tiết Kha. Hơi cúi xuống, anh thu mình hôn lên từng chút một, nơi hõm cổ đầy mùi hương ngọt. Anh sẽ không kiềm lòng được mất, anh nhớ em. Tuân Phong, anh là tên vô lại sao? Mấy ngày đầu ra mắt mà đã muốn... Là do đối tượng ra mắt của anh quá cuốn hút. Lâm Tiết Kha hơi khẽ cười, vươn tay choàng qua cổ anh, đôi mắt trong veo đưa lên nhìn anh trong sự ngây ngô. Tuân Phong hơi cười, cúi người áp môi lên môi cô, cuốn cô vào nụ hôn cuồng nhiệt của tình yêu. Bàn tay anh đã chẳng chịu yên phận, lần mò xuống dưới vuốt ve cặp đùi non mềm. Da thịt cô mát rượi nhưng lại không khiến anh hạ hỏa, ngọn lửa cứ mỗi lúc bùng lên một cách mạnh mẽ. Tiết Kha, anh cần phải xin lỗi ba em rồi. Bởi vì anh không còn muốn làm người tử tế nữa. Dứt câu nói, Tuân Phong đứng dậy, lột bỏ đi chiếc áo sơ mi của mình, dứt khoát ném xuống sàn nhà. Tiết Kha hơi xấu hổ nên khuôn mặt đã đỏ bừng lên không ít. Cô hiển nhiên biết tình thế bây giờ là gì, nhưng sao mà cứ ngượng ngùng không thể đối mặt. Tuân Phong, anh nhanh quá rồi, em không quen. Em không quen việc gì? Là giường gối không phù hợp, hay thân hình của anh không đủ cuốn hút? Không phải, tại vì em... Tuân Phong, em sợ. Anh làm em sợ sao? Ừ. Anh xin lỗi, làm em sợ rồi. Tuân Phong chống tay muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Tiết Kha nắm chặt tay. Cô lắc nhẹ đầu, không muốn anh rời đi. Đôi mắt kia long lanh tựa như thỏ con yếu đuối. Cô hơi khẽ lắc đầu. Không phải là muốn anh rời đi, mà là muốn anh nhẹ nhàng. Lâm Tiết Kha, em chính là đang quyến rũ anh. Em không có, nhưng mà anh phải hứa với em một chuyện. Bỗng dưng giọng cô lại nghiêm túc kỳ lạ, không còn chút ngây ngô như lúc đầu, ánh mắt cũng vô cùng cương quyết. Dương Tuân Phong không hiểu sao cứ thấy cô như vậy là biết ngay cô lại giở thói trẻ con. Nhìn cô một chút, anh khẽ gật đầu. Em nói xem, chuyện này là em nghiêm túc nha. Nếu như mà em lỡ có bầu thì anh phải chịu trách nhiệm với con. Coi vẻ mặt bà cụ non của cô kìa, Tuân Phong chỉ còn biết cùng tìm cười không thôi. Cô đáng yêu như vậy là muốn anh phải như thế nào đây? Chỉ với con thôi sao? Đúng vậy, em tự lo cho em được, còn con là của cả hai cơ mà. Đúng không? Nếu như em có bầu, Anh sẽ Sao anh lại ngập ngừng chứ? Anh sẽ cao chạy xa bay, mãi mãi không quay đầu. Lâm Tiết Kha đen mặt, muốn đá cho anh một phát cho anh bay xuống giường. Dương Tuân Phong hơi khẽ cười, anh cúi xuống hôn phớt lên môi cô. Đừng nghĩ lung tung nữa, anh sẽ cưới em, sẽ là chồng của em và là ba của con em. Là anh nói đấy. Bàn tay anh bây giờ không thể chậm chạp hơn nữa. Anh nhanh chóng lột phăng đi bộ váy trên người cô. Từng đụng chạm một đều khiến cả hai thỏa mãn. Tình yêu của họ đã bị chôn vùi quá lâu, đến khi gặp lại chỉ như hai ngọn lửa muốn thiêu đốt đối phương trong từng cử động.
Lâm Thiết Kha sáng dậy đã cảm thấy mình mẩy mức mỏi, đến ngồi dậy cũng khó khăn. Vậy mà hung thủ gây ra lại vô tư ngủ đến quên trời quên đất ở bên cạnh. Khuôn mặt Lâm Thiết Kha đã nhăn nhúm lại. Cô tức giận đánh lên người Tuân Phong một cái rõ đau, khiến anh mơ màng lồm cồm ngồi dậy trong tư thế ngái ngủ. Em yêu dậy rồi sao? Dương Tuân Phong, anh xem anh biến tôi thành cái dạng tàn phế gì đây? Em sao vậy? Lâm Thiết Kha một mặt uẩn khuất ôm lấy eo mình, trong mắt đã rưng rưng lưng tròng, trực chờ chớp mắt một cái là có thể chảy ra ngoài. Tuân Phong vội vã vuốt ve má cô, kéo cô vào lòng dỗ ngọt. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Xin lỗi cái con khỉ nhà anh, đau chết tôi rồi. Được rồi, để anh xoa nắn cho em. Trước hết thì đi làm vệ sinh trước đã. Dương Tuân Phong mặc đồ đứng dậy, anh tìm một chiếc áo sơ mi rộng mặc vào cho cô, nắm tay cô kéo dậy. Tiết Kha phụng phịu vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Tuân Phong đáng ghét. Phải rồi, anh rất đáng ghét. Em nói xem, em có yêu tên đáng ghét này không? Em có. Tuân Phong hơi khẽ cười, cõng cô vào nhà vệ sinh. Đứng dưới nền nhà trơn trượt mà Lâm Tiết Kha vẫn đam mê nhảy nhót, không chú ý một chút nào. Tiết Kha, em đừng im một chút, té bây giờ. Dương Tuân Phong vừa lấy kem đánh răng, vừa chuẩn bị mọi thứ cho cô, làm nhiều thứ nhưng vẫn không quên để ý cô gái nhỏ nghịch ngợm bên cạnh. Lâm Tiết Kha tính tình như trẻ con, anh đâu cần lấy làm lạ, chính vì vậy mà cũng phải lo lắng nhiều hơn. Mặc kệ lời nói của Dương Tuân Phong, Tiết Kha hết nhảy lại hát, thậm chí cô còn dùng cả dao cạo râu của anh để làm micro hát. Đúng là trẻ em thì hay hậu đậu. Tiết Kha mải mê hát mà chột chân té xuống sàn nhà, cơ thể đã đau nhức nghe còn đau nhức hơn. Cô mếu máo ngước lên nhìn anh. Tuân Phong, đau. Đổi lại nét tủi thân của cô thì mặt Tuân Phong không chút đùa cợt, anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô gái nhỏ. Trước nay Tuân Phong nghiêm khắc như thế nào thì Tiết Kha cũng thừa biết. Anh nói một là một, hai là hai, không bao giờ vì cô mà thay đổi ý kiến riêng. Lâm Thiết Kha vừa tủi thân vừa nức nở đứng dậy, nhận lấy bàn chải đánh răng từ anh. Tuân Phong cũng mặc cô trong phòng tắm, chính mình bước ra ngoài. Thiết Kha bên trong đã rưng rưng nước mắt vì đau. Cái mông của cô hại chết cô mà, tự hứa với lòng lần sau sẽ không khờ dại nghịch lung tung nữa, vì chỉ có mỗi bản thân cô chịu thiệt. Trở ra ngoài đã thấy Tuân Phong ngồi trên giường lướt bản tin kinh tế buổi sáng. Tiết Kha tò mò bước lại ngó đầu nhìn vào màn hình điện thoại của anh. Tuân Phong đưa mắt lên nhìn thì cô chỉ biết cười khì khì. Em chỉ muốn xem anh có lén lút nhắn tin cho cô gái nào khác không thôi. Tuân Phong không trả lời, kéo cô ngồi xuống giường, không chút dư thừa đưa điện thoại của mình cho cô. Đúng là không dùng lời nói, cứ dùng hành động thì đã rất chân thành. Em đau ở chỗ nào? Chỗ này, chỗ này và chỗ này nữa. Lâm Tiết Kha chỉ đủ chỗ trên cơ thể. Cô hào hứng ngồi lướt điện thoại của anh. Tuân Phong dùng cao nóng xoa nắn vùng hông cho cô. Thấy cô hết vào mục tin nhắn, lại vào mục cuộc gọi, thậm chí là soi từng cái danh bạ một của anh mà anh bật cười. Sao rồi? Có em nào không? Không có. Em chỉ đang muốn biết anh có bao nhiêu bạn bè. Ngụy biện. Lâm Tiết Kha cười híp mắt. Cô kéo áo xuống, tôi không mượn anh xoa nắn cho mình nữa. Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, tủi thân một chút thì thầm vào tai anh. Dương Tuân Phong, anh không được phép nổi giận với em. Mỗi lần anh nghiêm túc đều làm em rất sợ. Em mà cũng biết sợ sao? Sợ chứ. Nhưng em biết là do anh yêu em nên mới nghiêm khắc với em như vậy. Còn biết như vậy là tốt. Bây giờ thì xuống nhà, anh làm đồ ăn sáng cho em, sau đó sẽ đưa em về Lâm gia. Nhắc tới nhà mình, Lâm Thiết Kha giật mình đưa mắt nhìn anh, không biết Lâm Trường Vĩ đã về hay chưa. Nếu về rồi thì cô chết chắc. Thấy nét hoảng sợ của cô người yêu, Tuân Phong khẽ cười, hôn chụt lên môi cô. Không sao, ba có la em thì về đây anh nuôi. Em mới không thèm anh nuôi. Còn nói là không thèm. Ai là người mất liêm sỉ theo đuổi anh hả? Quá khứ đó không nên mang tới nữa. Tuân Phong hơi khẽ cười, anh bế cô đứng dậy bước xuống nhà lớn. Vì đã lâu không ở trong căn biệt thự này nên mọi thứ cũng đều rất trống trải. Đơn giản hóa việc ăn sáng bằng hai gói mì tôm, tuy không đủ dinh dưỡng
nhưng cũng có thể khiến bụng no căng. Dì sụp tô mì nóng ngồi bên cạnh người mình yêu thì còn gì hạnh phúc hơn. Lâm Tiết Kha híp mắt lại cười, cô đưa tay lên khen ngợi anh. Bố em nấu mì ngon quá đi mất. Bớt nịnh nọt lại, anh nghe không thuận tai. Chỉ là mì gói pha nước sôi với mì gói súp có sẵn thôi. Lâm Tiết Kha bĩu môi vì độ cứng nhắc khô khan của anh. Những lúc như thế này anh phải lãng mạn một chút chứ. Anh lý ra phải nói là vì tô mì này có chứa đựng tình yêu của anh nên mới trở nên ngon như vậy. Không, nó chứa đựng mấy gói gia vị có sẵn, rất vừa phải. Tiết Kha đen xì mặt, đúng là không nên dạy cho con người khô khan mấy lời mật ngọt mà. Tuần Phong ngước mắt lên nhìn, nhớ ra gì đó mới lên tiếng. Sau này đừng nhuộm tóc nữa, tóc em khô hết cả rồi. Cũng đâu có khô lắm đâu, em còn đang tính nhuộm màu đỏ. Đôi mắt của Tuần Phong lại trở nên nghiêm khắc rồi. Tiết Kha bĩu môi không nói chuyện với anh nữa. Tuần Phong gằn nhẹ giọng nhìn cô. Anh nói không nhuộm nữa. Em biết rồi, cũng chưa nhuộm cơ mà. Ăn lẹ lên, anh đưa em về. Tiết Kha bí xị mặt, cũng không hiểu sao cô có thể yêu người khô khan khó tính như anh được nữa. Đúng là tình yêu không thể nói trước điều gì, lỡ yêu rồi sao có thể dứt ra. Lam Thụy Di ngồi trên giường thẫn thờ suy nghĩ. Cả hai đã kết hôn gần 2 năm nhưng vẫn chưa có một em bé để chăm sóc. Tuy không bị ba mẹ Diệp thúc giục nhưng mà cô cũng cảm thấy không thoải mái. Diệp Mộ Khanh từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc ướt sũng xuống trán, thân trên trần truồng, chỉ có một chiếc khăn tắm quấn ngang hông che đi nơi nhạy cảm. Nhìn vợ thẫn thờ, anh có hiểu bước lại ôm lấy cô. Sự u mê vợ của Diệp Mộ Khanh luôn hiện rõ qua từng hành động, vừa ôm lấy cô vừa vùi mặt vào trong hõm cổ, hít hà mùi hương ngọt ngào. Bảo bối, em đang suy nghĩ gì vậy? Sao anh lại trần truồng như thế này? Mau đứng dậy đi, biến thái. Đâu có ai nhìn thấy đâu, chỉ mỗi em nhìn thấy. Lam Thụy Di liếc nhẹ anh, cô đẩy anh ra bước xuống giường, tiến lại bàn trang điểm, skin care ra mặt. Tự nhiên bị vợ dỗi một cách lãng xẹt, Mộ Khanh cứ ngồi ngơ ra, hệt như một đứa nhỏ bị mẹ bỏ rơi. Bà xã, em làm sao vậy? Diệp Mộ Khanh, em muốn có con. Không vòng vo, cứ chốt thẳng chủ đề với anh. Diệp Mộ Khanh hơi nhăn mày, anh thay bộ đồ ngủ thoải mái, ngồi trên giường chầm chầm nhìn cô. Không được đâu, anh còn chưa tận hưởng xong cuộc sống vợ chồng mà. Anh tính tận hưởng đến khi nào? Tuệ Di, anh nói em nghe. Bây giờ chưa có con thì tương lai sẽ có con. Nhưng nếu bây giờ em sinh con, tương lai em có thể quay lại cuộc sống hai người như bây giờ không? Anh chưa muốn vợ chồng mình có tác động bên ngoài. Diệp Mộ Khanh, anh cứng đầu quá rồi đó. Không nói nhiều nữa, chúng ta đi ngủ thôi. Mộ Khanh đứng dậy kéo cô về giường, ôm chặt lấy vợ mình trong lòng, rồi nhắm mắt lại. Biết ngay là không thể lay chuyển được anh mà. Tuệ Di bĩu môi chán ghét, quay lưng lại với anh. Sáng hôm sau, Tuệ Di tỉnh dậy từ sớm, tranh thủ làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà tìm ông bà Diệp. Thấy ba mẹ đang tình cảm dưới sofa, Tuệ Di hơi khẽ cười. Dù đã cập bến cái tuổi đầu năm nhưng mà tình cảm của hai người luôn khiến con cái phải canh tị. Không nỡ làm phiền nên cô đành vào bếp phụ dì Tần làm bữa sáng. Hôm nay nhà mình ăn gì vậy dì? Là cá hồi áp chảo cùng bánh mì lạt. Hôm nay bữa sáng rất gọn và nhiều dinh dưỡng à? Ngon quá. Lam Thụy Duy bước lại mở nắp chiếc chảo trên bếp. Mùi hương của cá vừa xộc vào mũi đã khiến bụng cô cồn cào không yên. Vội đưa tay bịt miệng mình lại, Tuệ Di ọe lên một cái rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh bên cạnh. Nghe được âm thanh kỳ lạ, bà Diệp rời khỏi vòng tay chồng mình chạy vào bếp. Dì Tần hơi lo lắng chạy lại nhà vệ sinh, vỗ cửa liên tục. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân bị làm sao vậy? Dì Tần, thiếu phu nhân bị làm sao vậy? Tôi cũng không biết nữa thưa phu nhân. Thiếu phu nhân vừa mở nắp chảo cá liền buồn nôn nên mới chạy vào nhà vệ sinh. Trần Kim lo lắng không thôi. Bà đứng đợi Tuệ Di ở bên ngoài, bước ra với khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao. Trần Kim nhíu mày đỡ lấy cô. Tuệ Di, con bị làm sao vậy? Chắc là do dạ dày con không tốt trở lại. Còn đó, cả ngày chỉ biết công việc thôi, ăn uống thì phải điều độ chứ. Con ăn đủ bữa mà mẹ,
chỉ là hơi mệt một chút xíu thôi. Lúc này Diệp Mộ Khanh cũng bước xuống nhà, thấy mẹ đỡ vợ mình thì hốt hoảng chạy lại. Em bị làm sao vậy? Em khó chịu ở bụng một chút thôi, chắc là do dạ dày tái phát. Em thấy ổn không? Hay lát anh đưa em đi khám? Không cần đâu, em thấy mình vẫn ổn. Lo lắng không yên, anh kéo tay cô lại, ôm nhẹ liên tục vuốt ve lưng cô. Hành động này quá ôn nhu rồi, có bao nhiêu tình cảm trong đấy. Bữa ăn sáng không yên ổn diễn ra, Tuệ Di bụng cồn cào không thể ăn lấy một miếng. Diệp Lâm Tần lo lắng, hạ giọng nghiêm túc. Một lát Mụ Khanh tranh thủ đưa vợ đi khám đi. Không cần đâu ba, con ổn mà. Ba nói đi là đi, con cứ lì lợm như vậy để làm gì. Mụ Khanh đưa sữa cho cô, anh liên tục vuốt ve lưng nhỏ an ủi. Tuệ Dĩ uống ly sữa cho qua bữa sáng, rồi cũng tranh thủ cùng anh tới bệnh viện theo lời ông Diệp. Bệnh viện quốc tế rộng lớn mà Tuệ Di cũng rất sợ nơi đây. Cô ngồi trước phòng siêu âm liên tục lo lắng. Mộ Khanh biết cô sợ nên cũng xin bác sĩ cho mình được theo cô vào trong. Trước bụng nhỏ được bác sĩ tỉ mỉ siêu âm coi từng chút một, trên môi bỗng nhiên lại nở một nụ cười rất hạnh phúc. Diệp Tổng, anh nhìn lên màn hình xem này. Gì vậy? Cái chấm đen như hạt đậu này này. Thì sao? Chính là đứa bé đang được hình thành đây. Chúc mừng hai người. Vừa nghe xong câu nói của vị bác sĩ, Tuệ Di đã rưng rưng nước mắt nhìn lên màn hình. Diệp Mộ Khanh không hiểu sao mắt cũng đã đỏ lên. Cảm giác này thật kỳ lạ, nó không phiền phức như anh nghĩ. Một luồng cảm xúc vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào đan xen vào nhau. Nắm lấy tay vợ mình, Mộ Khanh cảm động hôn lên tay cô. Tuệ Di nhìn anh khẽ cười. Cô đặt tay lên bụng mình trong trạng thái rưng rưng của hạnh phúc. Bà cũng đang hạnh phúc như mẹ mà đúng không? Diệp Mộ Khanh càng siết chặt tay cô hơn. Anh liên tục gật đầu. Phải rồi, cảm xúc này rất tuyệt vời. Cảm ơn em bà xã. Rời khỏi bệnh viện, Mộ Khanh liên tục đặt tay lên bụng cô. Anh như không tin vào chính mình. Chiếc bụng nhỏ đó đang chứa đứa con của anh sao? Bà xã, anh yêu em. Mộ Khanh, em không nghĩ rằng mình may mắn như vậy. Tiểu thiên thần mới đó mà đã xuất hiện. Cuối cùng thì em cũng được làm mẹ, được cùng anh xây dựng một mái nhà hoàn chỉnh. Anh lại không nghĩ khi biết bản thân được làm cha thì sẽ vui sướng như thế này. Thực sự rất tuyệt vời. Thông tin vợ mình mang thai được chính Diệp Tổng đăng tải mà không cần qua một trang báo nào cả. Anh đang hạnh phúc đến mức muốn khoe với cả thế giới rằng anh đã làm cha rồi. Nguồn tin này như một cơn sốt dẻo. Các trang báo thay nhau viết lên những lời có cánh. Bọn họ thay nhau chúc mừng cho anh và cô. Xem ra tình yêu của họ, cuộc sống của họ luôn được rất nhiều người quan tâm. Lâm Thiết Kha được anh đưa về nhà nhưng vẫn không muốn xuống xe. Cô ngồi trong xe, mắt cuốn con rưng rưng ngước lên nhìn anh. Dương Tuân Phong nhìn vậy thì không nỡ. Anh đưa tay kéo cô về phía mình, ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng. Tuân Phong thở dài. Có phải là không nỡ rời xa anh không? Đúng vậy. Được rồi, anh còn phải đi làm, đã trễ giờ lắm rồi. Khi về sẽ qua đây với em. Là anh nói đó. Ừ, anh biết rồi. Lâm Thiết Kha bước xuống xe, Tuân Phong cũng lái xe rồi đi. Rón rén vào trong nhà, cô ngó ngang ngó dọc nhìn đủ hướng đông tây. Người làm vừa nhìn thấy cô như vậy thì không khỏi tò mò. Tiểu Tư làm sao vậy ạ? Chú Tư. Ủa, ba con chưa về ạ? Dạ chưa. Chẳng phải tối qua ông chủ đi cùng Tiểu Thư ạ? À, ba con có ghé nhà bạn, chắc là lại bận uống trà đàm đạo chuyện phiếm rồi. Khi nào ba con về thì cứ nói con ngủ ở trên phòng, đừng nói con đi cả đêm không về nha chú. Chú Tư làm vườn chỉ biết bật cười. Tiểu thư nhà này trước nay ngoan ngoãn, không biết đi chơi qua đêm, càng không biết nói dối. Vậy mà bây giờ lại nói dối với chính ba của mình. Tuổi lớn rồi cũng có những riêng tư thầm kín. À, tôi biết rồi thưa tiểu thư. Vậy con xin phép lên phòng nghỉ ngơi ạ. Tiết Kha vội vã lên phòng. Đúng là ba cô có bạn liền quên luôn nhà. Giờ này chắc đang uống trà, làm vài ván cờ, rồi lại bàn chuyện cưới xin giữa cô và Tuân Phong cho coi. Kể ra thì số phận nhân duyên ngay từ đầu đã sắp xếp cho cô và Tuân Phong. Người ta nói đúng, tình yêu nếu nó thực sự là của mình thì nó sẽ là của mình. Không cần tranh giành, không cần đấu đá, chỉ cần là của nhau thì tới chân trời cuối biển cũng là quay về bên nhau. Tại Diệp Thị, Lam Tuệ Di cứ mãi nhìn chiếc bụng nhỏ của mình mà cười. Diệp Mộ Khai nhìn vợ như vậy cũng chỉ nhíu nhẹ mày cười theo. Tiến lại,
ôm lấy cô từ phía sau, Mộ Khanh chép miệng. Có phải là vui vẻ, hạnh phúc đến mức quên cả chồng rồi không? Anh nói cái gì vậy chứ? Em chính là phải cảm ơn anh. Vậy sao? Ông xã, sau này chúng ta sẽ sinh thật nhiều em bé nhé. Em sẽ đẻ cho anh cả một đội bóng mini. Diệp Mộ Khanh phì cười đưa tay gõ lên đầu cô. Anh yêu thương hôn lên trán cô, ánh mắt ấm áp vô cùng. Em có biết chuyện sinh nở rất mệt mỏi cho em không? Còn đòi cả một đội bóng, em bị ngốc sao? Nhưng như vậy sẽ rất vui. Anh chỉ cần em khỏe mạnh thôi. Con cái chỉ một hoặc hai là đủ rồi, không cần phải quá nhiều. Anh làm em cảm động đó. Vậy hôn anh một cái đi. Diệp Mộ Khanh gõ gõ ngón trỏ lên môi anh. Tuệ Di hơi cười, hôn chụt lên đôi môi mỏng. Bọn họ còn chưa báo tin này cho ông bà Diệp, nếu mà biết chắc ông bà Diệp sẽ hạnh phúc lắm. Tiếng gõ cửa vang lên, Mộ Khanh mới luyến tiếc buông vợ ra, chỉnh lại áo quần rồi nghiêm túc ngồi trên chiếc ghế chủ tịch quyền lực. Dương Tuân Phong bước vào phòng trong trạng thái vui vẻ. Đã bao lâu rồi Diệp Mộ Khanh mới thấy lại dáng vẻ này của Tuân Phong? Anh hơi nhíu mày tò mò. Có chuyện gì vậy? Tâm trạng phơi phới, sáng nay còn xin đi làm trễ. Không có gì, chỉ là tìm được cô ấy rồi. Ai cơ? Lâm Tiết Kha sao? Phải rồi, cô ấy về rồi, còn là đối tượng xem mắt của tôi. Diệp Mộ Khanh trợn tròn mắt, xem ra cũng rất bất ngờ. Lúc này anh mới nhớ ra mối quan hệ bạn bè thân thiết của ba mình và nhỏ Lâm. Xem ra là hai lão đã gắn kết với nhau, kết duyên cho đôi trẻ. Coi như công sức của cậu đã được đền đáp. Về rồi thì nhớ yêu thương và giữ cô ấy cho thật tốt. Tôi biết rồi. Lam Thụy Di nghe được Tuân Phong đã tìm được người anh thương thì cũng thầm mừng lắm. Cô và Tuân Phong từ lâu đã không còn những hiểu lầm hay khó chịu với nhau, nhưng có lẽ khoảng cách thì vẫn còn đó. Tuệ Di bây giờ cũng chỉ âm thầm chúc phúc. Tuân Phong đứng dậy, bất chợt lại đưa mắt nhìn qua Tuệ Di. Anh khẽ cười cúi đầu chào cô. Bọn họ là người một nhà mà. Tình cảm của Tuệ Di dành cho Mộ Khanh đã được chứng minh rồi. Tuân Phong giờ đây cũng không muốn ai phải ngượng ngùng làm gì. Tại Diệp gia, lão Lâm ngủ một mạch tới 9 giờ sáng. Vì quá lâu ngày mới được uống trà, chơi cờ, đàm đạo nên lão không buồn đi làm nữa, chỉ muốn ngồi lì ở sân vườn nhà bạn già mà nghỉ ngơi. Diệp Lâm Tần, ông sống vậy cũng quá an nhàn rồi. Cái gì mà an nhàn chứ, đây là hưởng thụ tuổi già. Ông cũng mau chóng về vườn đi, ngày ngày cùng tôi đánh cờ là tốt nhất. Thế thì phải trông mong cho Tuân Phong và Tiết Khan lên đôi, sau đó kết thông gia để hưởng cái an nhàn rồi. Tụi nhỏ chỉ làm cho chúng ta lo lắng thôi. Đúng vậy, ông xem Tiết Kha đã bao nhiêu tuổi rồi, vậy mà vẫn không chịu gả chồng. Tôi đến lo lắng nhưng mà lại không dám hối thúc, vì sợ con bé không thoải mái. Tụi nhỏ bây giờ ham làm hơn ham yêu. Tuân Phong đã hơn 30, ngày nào cũng bị mẹ nó lôi ra cằn nhằn việc cưới xin, còn không thấm tháp gì đấy chứ. Suy nghĩ của chúng nó khó đoán thật, chỉ mong là có thể vừa ý nhau mà nên duyên. Hai ông lo lắng bàn bạc chứ nào ai biết hai người trẻ kia đã làm nên những việc gì. Tình yêu đúng là duyên phận mà, vòng một vòng cũng về bên nhau. Trở về nhà sau khi đã chơi chán chê với tên bạn già, Lâm Trường Vĩ ngó nghiêng xung quanh không thấy con gái đâu. Ông gọi người làm hỏi thì mới biết con gái vẫn ở trên phòng. Tiết Kha à, xuống nhà với ba này con. Dạ vâng. Lâm Tiết Kha vừa nghe tiếng ba mình đã chạy ù xuống hệt như một đứa con nít. Cô xà vào lòng ba mình làm nũng. Ba đi chơi vui đến mức quên mất con gái rồi đúng không? Cái gì mà quên mất con gái chứ, tại ở nhà lão Diệp rất vui. Ba đã thắng lão tận hai ván cờ đó. Ba con là giỏi nhất. Này, con thấy Dương Tuân Phong, cậu ấy thế nào? Có hợp ý hay không? Lâm Tiết Kha nghe tên anh thì mắt sáng rỡ. Cô khẽ cười, ngượng ngùng như gái mới lớn, rồi gật gật đầu với ba mình. Khỏi phải nói, Lâm Trường Vĩ mừng đến muốn rơi nước mắt. Cuối cùng thì con gái lão cũng chịu ưng thuận. Như vậy thì thật tốt. Nhưng mà biểu hiện cậu ấy đêm qua có ý gì với con không? Nhắc tới đêm qua, bỗng nhiên Tiết Kha lại nghẹn giọng. Cô có nên nói cái tên vô liêm sỉ đó tối qua đã? Cười trừ nhìn ba mình, cô vội vã lắc đầu. Con không biết. Nhưng mà từ từ đi ba, tụi con cần tìm hiểu mà.
Phải rồi, không nên gấp gáp làm gì. Tối hôm ấy, Diệp gia đông đủ các thành viên vui vẻ quây quần cùng nhau trên bàn ăn thịnh soạn. Ông Diệp nhìn Tuân Phong hồi lâu tủm tỉm cười. Hôm nay xem ra Tuân Phong rất có nhận sắc, cảm giác yêu đời. Con bình thường mà ba. Nói ba nghe, con và Lâm tiểu thư như thế nào vậy? Nghe tới Dương Tuân Phong có nữ nhân, bà Diệp mắt đã sáng rỡ, buông đũa chằm chằm nhìn anh. Tuân Phong hơi khẽ cười, gắp một miếng thịt vào chén bà. Cô ấy rất đáng yêu. Vậy là con đã có cảm tình rồi đúng không? Chắc là vậy. Ba mẹ ăn cơm đi. Những chuyện này khi nào đủ chín mùi thì con sẽ dẫn cô ấy về nhà. Như vậy thì tốt. Không khí Diệp gia hôm nay quả thật rất tốt, cứ cười nói suốt thôi. Trần Kim nhìn Tuệ Di một thoáng, gắp cho cô một miếng thịt thơm ngon. Nói mẹ nghe, hai đứa sáng nay đi khám thế nào rồi? Có phải là lại đau dạ dày không? Dạ không, con... Không phải sao? Vậy là con bị cái gì? Sáng giờ mẹ cứ lo mãi thôi. Mẹ đừng lo, con chỉ bị em bé hành thôi. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông bà Diệp há miệng lớn. Có trời mới biết họ trông mong giây phút này lâu như thế nào rồi. Diệp gia bọn họ sắp đón con dâu, lại sắp đón luôn cả cháu nội, sắp tới xem ra rất nhộn nhịp đây. Diệp Mộ Khai nhìn mọi người hạnh phúc như vậy, chính mình cũng hạnh phúc theo. Anh khẽ cười nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, tay không tự chủ được mà đặt lên chiếc bụng nhỏ. Tiểu bà bối, con xem ông bà nội và chú của con vui chưa kìa. Diệp Mộ Khanh, chúc mừng cậu. Cảm ơn, mong cậu cũng sớm như vậy. Tuân Phong nhún vai ra vẻ hiển nhiên. Cả đại gia đình cứ như vậy mà cùng nhau trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc và vui vẻ cùng nhau. Trở về phòng, Lam Tuệ Di tranh thủ đi tắm trước. Dạo gần đây cô rất hay tắm, cảm giác trong người lúc nào cũng oi bức, nóng nực. Nhìn chiếc bụng phẳng đẹp của chính mình trong gương, cô vẫn chưa tin là bản thân đã có bé con trong người. Bây giờ cô chỉ mong ngóng từng ngày để chờ thời khắc có thể gặp con yêu. Chờ khi cô ra ngoài, Diệp Mộ Khanh đã chuẩn bị sẵn máy sấy và khăn lau cho cô. Anh sợ cô sẽ lại bị cảm mất. Tuệ Di vốn đã rất yếu, nay còn đang mang thai nên phải cẩn trọng hơn. Tuệ Di, lại đây anh sấy tóc cho em. Mộ Khanh à, em buồn ngủ quá. Sấy tóc xong sẽ ôm em ngủ. Lam Tuệ Di ngoan ngoãn ngồi yên để anh sấy tóc cho mình. Cô hơi ngước mắt lên, chạm ánh mắt anh thì khẽ cười. Mộ Khanh, cảm ơn anh vì đã anh đã ở bên cạnh em, còn cho em rất nhiều niềm vui và may mắn nữa. Đúng không? Anh yêu em mà. Vì yêu nên anh không quan tâm bản thân có thiệt thòi hay không. Vì yêu mà anh chấp nhận hết những gì cô sai phạm. Vì yêu mà anh chiều chuộng. Vì yêu mà anh nhẫn nhịn. Nhưng đổi lại tất cả, anh có hạnh phúc, có bình yên. Bên phòng, Dương Tuân Phong gọi điện cho Tiết Kha đã hơn chục cuộc nhưng vẫn không thấy cô bắt máy. Lo lắng không yên, muốn ghé qua nhà cô thì bên kia đã chịu nghe. Tuân Phong đáng ghét, anh làm em thua game rồi đây này. Còn chưa kịp vui mừng thì khuôn mặt anh đã đen xỉ lại. Cô vì game mà không bắt máy anh, còn vì thua game mà đổ lỗi cho anh. Giọng anh hơi trầm xuống, nét nghiêm khắc, nghiêm túc với cô. Em vừa nói gì vậy Tiết Kha? Biết là mình lỡ lời nên Tiết Kha lại đâm ra sợ sệt. Cô im lặng một chút, đối chất giọng mè nheo với anh. Em xin lỗi, là do em không bắt máy của anh. Anh muốn hỏi em làm gì mà không bắt máy của anh? Là chơi game. Tuân Phong mà, em xin lỗi mà. Game quan trọng với em hơn anh sao? Em có biết là anh rất lo lắng không vậy? Em biết mà. Em xin lỗi anh, Tuân Phong. Biết là cô đã sợ nên Tuân Phong cũng không làm khó hơn. Anh nhẹ nhàng một chút, chất giọng cũng trở nên ấm áp. Lần sau anh gọi phải nghe máy. Em có biết là anh lo lắng lắm không? Đừng lo, em ở ngay bên cạnh anh mà. Còn cười sao? Đã ăn gì chưa? Em đã ăn rồi. Bà hôm nay đích thân nấu ăn cho em đó. Em đã ăn rất ngon. Như vậy thì tốt. Ngày mai sẽ ghé qua nhà rước em đi ăn tối. Tuân Lệnh, ngày mai sẽ đi ăn cùng anh. Dương Tuân Phong bật cười. Phải làm sao đây? Anh thực sự rất muốn ngay bây giờ có thể gặp và ôm cô vào lòng. Còn chưa kịp nói ý muốn thì cô đã vội vã chúc anh ngủ ngon và tắt máy. Tuân Phong đành phải cam chịu, vì bản thân đến cuối cùng vẫn không thắng được ván game của cô. Sáng hôm sau, khi Lâm Tiết Kha còn đang mơ màng ngủ
thì dưới nhà đã inh ỏi tiếng kèn xe. Người làm nhanh chóng chạy ra ngoài chào đón vị khách quý. Dương Tuân Phong lễ phép cúi đầu chào tất cả, trước mặt ông Lâm còn rất tử tế gặp người 90 độ. Con chào bác. Tuân Phong đó hả con? Ngồi đây uống trà với ta. Dạ vâng ạ. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, Dương Tuân Phong được chính Lâm trưởng vĩ rót trà cho. Anh uống một ngụm trà thơm, vui vẻ cười với lão Lâm. Sao bác lại dậy sớm như vậy ạ? Ngủ thêm một chút cho khỏe người. Thói quen đó mà, làm lãnh đạo lớn sao có thể ngủ dậy trễ. Sau này trông mong vào con đó. Chuyện đó con sợ bản thân không đủ năng lực. Dương Tuân Phong con tài giỏi bao nhiêu sao ta có thể không biết. Lời từ chối trên ta biết là sự chối từ khéo léo. Con chính là cả đời muốn ở Diệp thị cống hiến, đúng chứ? Dương Tuân Phong nhấp một ngụm trà. Anh im lặng như thể đó là một sự thật. Anh thích con gái ông, nhưng anh không muốn lấy lòng bất cứ ai. Những gì anh có thể làm, anh sẽ không từ chối. Nhưng việc về Lâm thị làm thì anh không thể. Con người anh trước nay không quen xu nịnh, việc không làm được cũng không tùy tiện nhận bừa. Chính vì tính đức này mà lão Lâm lại thêm hài lòng về anh. Ông hơi cười, việc này ông cũng tự hiểu được. Thôi không làm khó anh. Lâm Trường Vĩ nhớn mày đổi chủ đề. Mà con qua đây sớm như vậy là để tìm Tiết Kha sao? Dạ vâng ạ. Con muốn đưa cô ấy đi làm. Hai đứa mới gặp, có thể tiến triển như vậy thì rất tốt. Mong ngày nên duyên, ta và ba con cũng đỡ lo lắng. Dạ vâng, cảm ơn bác đã tác thành. Con gái bác khó tính như vậy, chỉ sợ là không vừa mắt con. Tiểu Kha có vẻ rất vui khi nhắc tới con. Nhưng mà bây giờ con bé vẫn còn ngủ, con có thể lên phòng tìm nó. Như vậy thật không phải phép ạ. Lâm Trường Vĩ bật cười. Lão còn muốn con gái lão không phải phép sớm một chút, để lão còn có cháu mà bế bồng. Gọi quản gia ra gặp mình, ông cười hiền một chút. Quản gia Lương, ông dẫn Dương thiếu gia lên phòng tiểu thư đi. Dạ vâng thưa ông chủ. Dương Tuân Phong nhìn ông hơi gượng, nhưng ông lại một mực đẩy anh đi. Tuân Phong theo quản gia lên đến phòng cô. Cánh cửa màu hồng nổi bật ngay lối hành lang, đúng là cô công chúa của anh lúc nào cũng ngọt ngào. Quản gia Lương mở cửa để anh đi vào rồi rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, anh đã phải bật cười nhìn cô gái của mình đang ngủ ngon lành trên giường. Cô cuộn tròn mình trong chiếc chăn dày, hệt như một cục bông vậy. Bước lại ngồi xuống bên cạnh, anh đưa tay ngắt nhẹ má cô một cái, ngu ngốc cười nhẹ. Tiết Kha, dậy thôi em. Tiết Kha như không nghe thấy, cô vẫn ngủ ngon lành không biết trời trăng mây đất, bất lực kéo cô dậy. Tiết Kha mơ màng không hiểu chuyện gì, đầu bù tóc rối, còn cả khuôn mặt mọc không chút sức sống, mới mở mắt đã giật mình nhảy cẫng lên hét lớn. À! Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh trong tích tắc. Trời ơi, để anh thấy bộ dáng xấu xí rồi. Mà người con trai ngoài kia chỉ biết bật cười vì sự đáng yêu của cô người yêu. Vệ sinh cá nhân tươm tất hết, cô mới bước ra ngoài. Cô lén lút xoay lưng với anh, cô không muốn anh thấy khuôn mặt mộc của mình đâu. Tiết Kha, em làm gì vậy? Sao anh lại qua đây mà không báo với em chứ? Biết là em xấu lắm không? Dương Tuân Phong thật không biết nên nói gì. Anh tiến lại, cười nhẹ, hai tay đưa lên ôm chặt lấy đầu cô, nhíu nhẹ mày đánh giá khuôn mặt, gật gù. Xấu xí thật. Anh cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là trêu chọc cô. Lâm Thiết Kha bĩu môi, dương đôi mắt cún con lên nhìn anh. Chưa gì đã tủi thân mà la khóc sùm, còn liên tục dùng tay đánh lên người anh. Sao anh lại ghé qua nhà em chứ? Ai mượn anh vậy hả? Bắt đền anh đấy. Em xấu rồi. Thật như đứa con nít, Dương Tuân Phong lại chỉ biết cười. Anh kéo cô vào lòng, bàn tay to lớn liên tục vỗ lưng cô an ủi. Xem ra là đùa quá trớn rồi nên cô mới khóc như vậy. Ngoan ngoan, em là xinh đẹp nhất, không xấu. Em nhìn xem, da của em căng bóng lại trắng sáng như vậy, môi cũng hồng hào, tất cả đều đẹp. Anh nói dối. Em là xinh đẹp nhất, không ai đẹp bằng em cả. Không biết phải tốn bao nhiêu lít nước bọt thì Tuân Phong mới dỗ dành được cô. Lâm Thiết Kha thút thít đi lại bàn trang điểm. Mặt mộc của cô xinh đẹp lắm, chỉ là cô sợ anh không quen với vẻ tự nhiên này thôi. Trong lòng chắc hẳn đã xem anh là một người vô cùng quan trọng. Chỉ sợ anh nghĩ bản thân xấu xí, không phù hợp với anh. Còn Tuân Phong thì khỏi nói, anh còn đang ngây ngốc với mặt mộc của cô.
So với việc nhìn cô make up như thường ngày thì anh lại thích vẻ nhẹ nhàng này hơn. Còn đang thầm nghĩ, bảo bối của anh sao có thể xinh đẹp như vậy, đẹp đến mức anh chỉ muốn cảm cô vào trong trái tim, cất giữ để không bị một ai cướp đi. Tiết Kha, hôm nay muốn ăn gì? Lâm Tiết Kha vẫn còn đang bận rộn với lớp kem nền, vừa dặm vừa suy nghĩ, đến cuối cùng lại lắc đầu. Em cảm thấy hôm nay không đói, nên chắc là sẽ không ăn sáng đâu. Để chú ăn một thể cũng được. Khỏi phải nói, Dương Tuân Phong lập tức trở nên khó chịu, khuôn mặt đó đã cau có lại nghiêm túc. Lâm Tiết Kha biết mình vừa nói điều không nên, nhưng cô thực sự chưa muốn ăn gì. Em nói thật mà, em không có đói. Nhanh lên, anh đưa em đi ăn phở. Nhưng mà em không thích ăn phở, cũng không thích ăn gì. Lâm Tiết Kha, em đùa với anh đi à? Thôi rồi, lại căng rồi. Lâm Tiết Kha đành lắc đầu, cuối cùng là ngoan ngoãn nghe lời anh. Cả hai xuống nhà, gặp ông Lâm đang ngồi đọc báo trên sofa. Dương Tuân Phong lễ phép lần nữa chào ông. Bác Lâm, bác có thể cùng đi ăn sáng với tụi con không ạ? Ây à, không cần. Hai đứa mới quen nên dành nhiều thời gian cho nhau. Tập tìm hiểu từ từ. Lão già này ở nhà đã có người cơm bưng nước rót. Vậy hay tụi con ở lại ăn cùng bác? Không không, mau đi đi. Đúng là lão đã rất mong đẩy con gái đi mà. Xem ra là rất ưng ý cậu con rể tương lai này. Lâm Tiết Kha ngồi trên xe, lén lút nhìn khuôn mặt lạnh tanh của anh. Con người anh khó tính thực sự, cái gì cũng khó thương lượng. Cho dù là việc gì thì cũng là do anh quyết định, cô có ý kiến cũng như không. Tới nhà hàng phở đặc biệt trong một ngõ phố lớn, Dương Tuân Phong bước xuống mở cửa xe cho cô, gọi hai tô phở ra. Tiết Kha mãi chần chừ không muốn ăn ngay, nhưng lập tức đã bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi mà cúi xuống ăn nhanh chóng. Lát nữa em qua Lâm thì, hay là muốn đi đâu? Chắc là em sẽ về tập đoàn. Bà nói muốn bàn bạc với em về việc mở công ty thời trang riêng cho em. Em chỉ lo sau này không thể gánh vác nổi Lâm Thị. Bà càng ngày càng già, em không muốn bà càng ngày gồng gánh như vậy. Em làm được mà, anh ở phía sau em. Anh không dài dòng, chỉ đôi ba từ nhưng lại khiến cô yên tâm đến lạ. Anh không muốn sau này về làm cho Lâm Thị, nhưng anh chắc chắn không bỏ cô một mình với Lâm Thị. Anh sẽ là hậu phương cho cô, để cô có thể tự tin vào chính mình. Lam Tuệ Di từ ngày mang thai, tính khí liền thay đổi, lúc nóng, lúc lạnh, đôi khi lại ghen tuông không có lý do. Diệp Mộ Khanh vì sợ cô mang thai đã cực, lại phải gánh vác thêm chuyện công ty, nên lo lắng không yên. Anh vì thế mà quyết định cho cô ở nhà nghỉ ngơi, chính mình cũng tuyển thêm thư ký. Nữ thư ký hiện tại đúng là sống theo lối sống của công nghệ, cô ta hiện đại phóng khoáng, nhưng mà không một chút tơ tưởng tới chủ tịch của mình. Nhiệm vụ của cô là làm thư ký, xử lý sổ sách, chứ không phải làm tiểu tam, kẻ thứ ba xen vào cuộc sống của gia đình người khác. Diệp Bộ Khanh cũng không phải kẻ dễ tán tỉnh, hơn nữa anh thử sức nhận ra nữ thư ký kia có ý gì với mình hay không. Nhưng mà Lam Tuệ Di nào có nghĩ đơn giản như vậy. Cô ngồi ở nhà lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Khi anh về liền ra vẻ giận dỗi chán ghét. Anh có hỏi thì cô cũng vùng vằng không trả lời. Hôm nay Nhã Yến tới tập đoàn với bộ cánh hai dây màu đen, không những sexy mà còn rất quyền lực. Vừa bước vào tập đoàn, Nhã Yến lễ phép cúi chào tất cả mọi người. Cô cười rất tươi, khiến ai đi ngang qua đều phải chú ý ngắm nhìn. Nhã Yến hiện đại lắm, cô không cho phép bản thân khuôn khổ trong một nội quy nhất định. Đối với cô ấy, thời trang sinh ra trên đời là để con người trở nên xinh đẹp. Vậy tại sao cô phải kiến công cao tường, khuôn khổ trong nề nếp? Chỉ khi thoải mái làm điều mình muốn thì mới có thể biến cuộc sống của mình thêm đẹp. Tuy là giữ vị trí thư ký riêng giống như Lam Tuệ Di, nhưng Nhã Yến lại không ở cùng phòng với anh. Diệp Mộ Khanh sắp xếp căn phòng bên cạnh để thuận tiện trao đổi. Đúng là nơi đặc biệt chỉ có thể dành cho người đặc biệt. Mang vào phòng anh một ly cà phê, Nhã Yến cười tươi hết nức, khiến Mộ Khanh hơi nhíu mày. Hôm nay có gì vui sao? Không có gì vui cả, chỉ là hôm nay tự nhiên tôi thấy thoải mái trong người. Đã xong nhiệm vụ pha cà phê buổi sáng cho chủ tịch, giờ thì tôi xin phép quay về phòng. Nhã Yến quay người rời đi. Cô ít khi nói chuyện với Mộ Khanh, vì cô biết trách nhiệm của cô là công việc, không phải Mộ Khanh. Hơn nữa gần gũi với người đã có vợ nhiều cũng là điều không nên. Lam Thệ Di ở nhà mơ màng tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng. Cô mở mẫm bên cạnh không thấy ai, liền bí xị mặt. Ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, cô mệt mỏi khởi động giãn cơ một chút,
Khi ông thấy chồng ở bên cạnh, cô có chút tủi thân, rụt rùi bước xuống giường. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô nhìn mình trong gương một lúc, bỗng dưng lại cảm giác rất nhớ hơi chồng. Cô nhận thức được việc dạo này bản thân liên tục gặp những cảnh rắc rối trong tâm lý, nhưng lại không thể tự điều chỉnh. Quyết định nhớ chồng thì phải gặp chồng. Cô tìm cho mình một bộ váy bầu nhẹ nhàng mặc vào, sau đó bước xuống nhà chào ông bà Diệp. Nhìn con dâu bụng mỗi ngày một lớn, ông bà hạnh phúc cứ mãi mong chờ cái ngày được bồng bế cháu nhỏ trên tay. Ba mẹ, con mới dậy. Dạo này không hiểu sao con lại ngủ nhiều như vậy. Giờ này mới xuống nhà có chút không phải lẽ. Không sao, con đang mang thai mà, không trách được. Ngồi xuống đây đi, mẹ gọi dì Tần mang đồ ăn ra cho con. Lam Tuệ Di trước nay đã được cưng chiều, bây giờ còn mang thai, cô hệt như một nữ hoàng vậy, không cần đụng tay vào bất cứ việc gì, cái gì cũng có người kề cạnh làm giúp, ngoan ngoãn ăn hết tô cháo gà. Tuệ Di khẽ cười ôm lấy Trần Kim. Mẹ à, mẹ vất vả lắm rồi đúng không? Khi con bé này, sao bỗng nhiên lại nói như vậy? Mang thai rất mệt, sau này chăm lo còn mệt hơn. Mẹ cả đời làm những việc này mà không than vãn, chắc hẳn đã rất mệt mỏi. Không mệt không mệt, nhìn các con mỗi ngày mỗi lớn, sống mạnh khỏe, hạnh phúc, thì mẹ có vất vả một chút cũng không sao. Con yêu mẹ. Lam Tuệ Di ngồi nói chuyện với Trần Kim thêm một chút, rồi xin phép lên tập đoàn một chuyến. Cô không thể chờ thêm nữa, chỉ muốn ôm ông xã thôi. Tập đoàn giờ này yên ắng, ai nấy đều có công việc riêng cần giải quyết. Tuệ Di cũng không muốn làm phiền mọi người, nên nhẹ nhàng bước lên phòng chủ tịch. Cửa thang máy vừa mở ra đã bắt gặp Nhã Yến đi hướng ngược lại. Nhìn bộ dáng của Nhã Yến liền cảm thấy không vừa mắt. Đi làm có cần ăn mặc mát mẻ như vậy không? Ơ, phu nhân, cô tới tìm Diệp Tổng sao? Anh ấy đang ở trong phòng. Không tới tìm chồng thì tôi tới tìm cô chắc. Tôi không có ý đó. Lam Tuệ Di liếc một cái rồi đi, khiến cho Nhã Yến chỉ biết đứng đó thở dài. Chẳng biết có hiểm khích gì mà cô lại mất lòng với phu nhân chủ tịch như vậy. Vừa mở cửa phòng đã hậm hực không yên. Mộ Khanh ngước mắt lên nhìn, thấy vợ liền cười đến mức muốn kéo lên tận mang tai. Tuệ Di ném túi sách xuống ghế sofa, nặng nề thở nhanh, khiến anh lo lắng chạy lại. Bà xã, em làm sao vậy? Còn phải hỏi sao? Anh Tuyển thư ký cũng có mắt lắm đó. Còn phải nói sao? Nhã Yến thông minh lại giỏi giang, rất tốt. Câu nói này có khác nào là chêm dầu vào lửa. Tuệ Di tức đến đỏ mặt, liền gắt lên. Phải rồi, còn cả rất xinh đẹp và quyến rũ nữa. Biết là lại chọc giận cô nên anh đành thở dài. Dạo này tâm tình cô không tốt, anh cũng dáng nhường nhịn theo. Ôm lấy cô vào lòng muốn dỗ ngọt, nhưng cô lại vùng vằng đẩy anh ra, còn cố tình lớn tiếng. Diệp Mộ Khanh, anh đừng có mơ mà đụng vào người tôi. Tuệ gì? Em làm sao vậy? Anh đã nói gì đến Nhã Yến đâu? Đấy, một câu Nhã Yến, hai câu cũng Nhã Yến. Anh có ngon thì kêu cô ta sinh con cho anh. Câu nói này thực sự đã khiến anh rất tức giận. Cô nói như vậy khác nào là không tin tưởng anh. Kìm nén lại trong lòng, anh không trả lời mà đứng dậy muốn quay về bàn làm việc. Còn nói thêm với cô, anh sợ cả hai sẽ không bình tĩnh mà cãi vã. Này, anh đang nói chuyện với tôi mà bỏ đi đâu? Có phải là chán ghét con này đến mức không thèm nói chuyện hay không? Em ngồi đó nghỉ ngơi đi. Anh nghĩ em cần bình tĩnh. Bình tĩnh gì chứ? Tôi không cần nghỉ ngơi. Anh chán tôi thì cứ nói. Đâu cần phải mang tình nhân về với cái danh nghĩa thư ký để ngày ngày ở bên cạnh, thân thiết với nhau. Lam Tuệ Di. Anh quay người lại lớn tiếng gọi cả họ tên cô. Lam Tuệ Di là lần đầu bị anh nạt nộ như vậy. Cô tủi thân dương lên đôi mắt ngấn lệ, không lớn tiếng nữa mà đứng dậy bỏ đi. Diệp Mộ Khanh đứng đó hít một hơi thật sâu, quay lại với bàn làm việc để đưa tay nới cả vạt để tâm trạng thoải mái hơn đôi chút. Tối hôm đó, Lam Tuệ Di ngồi trên giường lướt điện thoại. Ngay cả khi anh bước vào phòng, cô cũng không buồn quan tâm. Mộ Khanh biết cô vẫn còn chưa nguôi ngoai chuyện ban sáng, nhưng mà anh cũng đang rất giận. Tuệ Di, em không tính xuống nhà ăn cơm sao? Không ăn, hôm nay không đói. Ba mẹ chờ em ở dưới nhà, đừng có trẻ con, bảo thù một mình em nữa. Anh Dũng nói với ba mẹ tôi không đói là được rồi. Em là đang tính chọc anh nổi nóng đến mất kiểm soát thì mới vừa lòng sao?
Tuệ Di nhíu mày đứng dậy, câu nói này của anh có khác gì đang thêm dầu vào lửa. Cô gật đầu vài cái, rồi thuận tay cầm lên chiếc gối ném về phía anh. Tôi chọc giận anh sao? Hay là anh ở bên ngoài gian díu với người khác, rồi đến mức xem những gì tôi nói là sinh sự, là kiếm chuyện với anh? Anh xem lại anh đi. Trước nay anh có lớn tiếng với tôi như vậy không? Vậy mà bây giờ anh luôn lớn tiếng với tôi. Tuệ Di, anh nói lại một lần nữa, anh và Nhã Yến không có bất cứ một mối quan hệ bất chính nào cả. Có ai làm chuyện sai trái mà tự nhận bao giờ? Anh có như thế nào thì cũng chỉ một mình anh biết. Diệp Mộ Khanh không cãi lý nổi với cô, anh tìm đến điện thoại, gọi liền cho bộ phận nhân sự tại tập đoàn. Không dài dòng, giọng nói lạnh nhạt cứ vậy vang lên. Lập tức sa thải thư ký Kim. Sao vậy thưa chủ tịch? Chẳng phải là cô ấy đang làm rất tốt sao? Làm việc tôi yêu cầu, đừng hỏi quá nhiều. Tắt máy, anh đặt điện thoại xuống giường. Giây phút này anh nhìn thẳng vào mắt của vợ. Anh không muốn mình phải hơn thua với vợ, càng không muốn vợ vì bất kỳ nữ nhân nào mà trở nên lo lắng, không quan tâm về anh. Tuệ Di, cả cuộc đời của anh chưa từng yêu ai ngoài em. Trước khi gặp em, anh là đại ca của một bang phái lớn. Anh lạnh nhạt, anh vô cảm, anh ghét tình yêu. Tìm thấy được em chính là tìm thấy được chân lý cuối cùng của cuộc đời. Anh còn mơ mộng sao? Mộ Khanh, anh biết em không thoải mái trong người là vì tâm lý bà bầu rất bất ổn, cho nên anh không muốn đôi co với em. Nhưng làm ơn đi Tuệ Di, anh biết đau lòng. Tuệ Di cúi gằm mặt xuống, nghe câu anh đau lòng, bất giác cô lại thấy chính mình vô cùng xấu xa. Anh yêu cô nhiều như vậy mà cô lại không tin tưởng anh. Mộ Khanh tiến lại đứng đối diện cô, ánh mắt đó mang theo một chút ý buồn. Vì là Tuệ Di nên anh mới như vậy, vì là Tuệ Di nên anh mới không thể ngừng việc yêu chiều. Kéo cô vào lòng mình, anh ân cần ôm lấy cô vỗ về. Phải làm thế nào thì em mới biết anh rất yêu em đây Tuệ Di? Em xin lỗi, là em không nên nghi ngờ anh, là em xấu tính, là em trẻ con, không biết suy nghĩ cho anh. Siết chặt vòng tay mình hơn, Mộ Khanh liên tục vỗ về an ủi vợ mình. Cũng không thể trách cô khi chính anh cũng chưa đủ hiểu tâm lý phức tạp của bà bầu. Ngoan, không khóc nữa. Bây giờ xuống nhà ăn cơm với mọi người nhé. Dạ. Em còn khóc nữa, ba mẹ sẽ la anh đấy. Ngoan. Dỗ cô xuống nhà, trước ánh mắt của mọi người, Mộ Khanh chỉ thở dài rồi quay sang kéo ghế cho cô. Biết con trai đang gặp vấn đề gì nên Trần Kim chỉ biết bật cười. Mau ăn thôi, toàn là món ngon cả. Vâng mẹ. Bà Tuân Phong, cậu ấy đâu rồi? Chắc là lại đi ăn với Tiết Khai mà, tiến triển rất tốt. Vừa nói Trần Kim vừa cười như thể đang rất hài lòng. Diệp gia nhà bọn họ sắp tới chắc chắn sẽ rất ồn ào và náo nhiệt. Tối hôm đó, Lam Tuệ Di không ngủ mà cứ lăn qua lăn lại trên giường. Mộ Khanh hơi nhíu mày, vòng tay cũng ôm lấy cô vào lòng hỏi han. Sao còn chưa ngủ? Vẫn còn bận việc giận anh sao? Không phải. Lam Tuệ Di xoay người, vùi đầu vào ngực anh cảm nhận độ ấm. Cô rụi rụi vài cái, rồi ngước lên đôi mắt trong veo nhìn anh. Mộ Khanh, anh sa thải Nhã Yến thật sao? Ừ, sao vậy? Không phải là sa thải, mà là cho cô ấy nghỉ công việc hiện tại. Anh đừng làm như vậy có được không? Em thấy có lỗi với cô ấy, bỗng dừng lại vì em mà mất đi công việc. Lý do đuổi việc này không hợp lý. Kệ đi, anh không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này mà vợ chồng mình cãi nhau. Anh muốn em không phải lo lắng vì anh, sống một đời an yên là được. Em biết là anh lo cho em, nhưng mà chuyện này lại vô lý, không thể gây ảnh hưởng đến người khác. Diệp Mộ Khanh thở ra một hơi, anh gật nhẹ đầu như sự đồng ý với cô. Miễn cô muốn thì anh sẽ làm, không sao cả. Vậy sau này mỗi ngày em đều phải lên tập đoàn với anh. Làm gì? Không làm gì cả, ngồi yên ở sofa tiếp khách, canh anh làm việc là được. Anh chỉ sợ rằng bản thân khuất khỏi tầm mắt của em đều khiến em lo lắng. Tuệ Di hạnh phúc gật đầu rồi ôm chầm lấy anh. Người đàn ông này sao có thể nghĩ cho cô nhiều đến như vậy.
Có lẽ cả đời này cô không cần phải cạnh tranh, đấu đá, càng không phải suy nghĩ lo toan, vì ở bên cạnh cô đã có người làm tất cả vì cô. Được một ngày đẹp trời, Lâm Thiết Kha vui vẻ tỉnh dậy từ sáng sớm, vệ sinh cá nhân thật nhanh chóng. Cô chạy xuống nhà muốn tìm ba mình nhõng nhẽo thì lại bắt gặp Dương Tuân Phong đang ngồi ở đó với dáng vẻ uy nghiêm đọc sách. Thiết Kha trở nên chậm chạp hơn, bước xuống nhà trong ánh mắt dò xét anh. Tuân Phong, sao anh lại ở đây? Là anh đưa ba Diệp qua đây. Vậy bác Diệp và ba em đâu rồi? Dương Tuân Phong lúc này mới đóng sách lại. Anh bước mắt lên nhún vai với cô. Ban sáng ba anh muốn anh chờ ông ấy qua đây chơi cùng với ba em. Anh vừa bước vào nhà, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông ấy đã nắm tay ba em ra ngoài xe rồi chạy mất hút. Nghe anh kể thôi mà cô cũng phải bật cười. Hai lão già lúc nào cũng bày mưu tính kế để cô và anh được ở bên nhau. Dương Tuân Phong nhìn cô cười đến hiếp cả mắt thì cũng hạnh phúc nở một nụ cười ngọt ngào. Anh đứng dậy tiến lại phía cô, búng yêu một cái lên trán, rồi thầm thì mấy lời trêu ghẹo. Hôm nay không còn ngần ngại để anh thấy mặt mộc nữa sao? Chẳng phải chính anh đã nói em cho dù thế nào cũng rất xinh đẹp sao? Chính xác rồi, em lúc nào cũng xinh đẹp. Dương Tuân Phong ôm lấy cô gái nhỏ trong bộ dáng chiếc đầm ngủ rộng thùng thình lại càng thêm đáng yêu. Cúi xuống dự hôn vào môi cô thì tiếng động lạ bên ngoài vang lên khiến cả hai mau chóng tách nhau ra. Người làm bước ngang qua cúi đầu chào bọn họ, rồi cũng tranh thủ ai làm việc nấy. Lâm Thiết Kha nhìn bộ mặt ủy khuất của anh thì chỉ còn biết cười. Xem anh kìa, mới như vậy mà đã cọc cằn rồi. Anh không cọc cằn, đã đang thấy hụt hẫng thôi. Lâm Thiết Kha bật cười, cô lén lút nhìn quanh một chút rồi vội vã hôn chụt lên môi anh. Tuân Phong hạnh phúc đến ngây người, chưa còn biết cười đến không thấy ánh mặt trời. Thiết Kha, em đúng là thuốc phiện của anh. Anh chỉ giỏi dẻo miệng, nhưng mà hôm nay anh người yêu của em có ý định đem đi đâu chơi chưa? Dương Tuân Phong lắc nhẹ đầu, anh không giỏi trong chuyện hẹn hò nên làm sao mà có kế hoạch sẵn được. Sự thành thật này cũng quá đáng yêu rồi. Vậy hôm nay anh làm thư ký cho em đi. Thư ký? Phải rồi, em muốn đẩy nhanh việc mở công ty riêng, muốn bản thân nhanh chóng phát triển để ba có thể yên tâm. Dương Tuân Phong đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ mạnh mẽ của mình. Cả hai nhanh chóng ăn uống rồi cùng nhau tới công trường xây dựng công ty. Thiết Kha đưa bảng kế hoạch cho anh, Tuân Phong xem kỹ đến mức không thiếu sót một chữ. Thiết Kha, em không nên đưa dự án nhanh như vậy đâu. Công ty còn chưa xây dựng xong, sao có thể quảng bá sản phẩm? Em là muốn quảng bá trước, sau khi công ty thành lập xong thì liền có thể ra mắt ngay. Đúng là rất rút ngắn thời gian, nhưng mà em có nghĩ là sẽ khiến dư luận xôn xao về chính công ty của em không? Tại sao cơ? Em nói thử xem. Em quảng bá bộ sưu tập thời trang đầu tiên của em với tư cách là gì đây? Là chính em. Dương Tuân Phong đóng lại hết tất cả tài liệu cô đưa cho mình. Anh nhíu nhẹ mày nhìn cô, ánh mắt ấy rất phức tạp và nghiêm túc. Em hiện tại chưa xây dựng được công ty, em quảng bá với tư cách là chính em thì chỉ có một mình em biết. Còn dư luận, họ sẽ chỉ vào em và nói em đang dựa vào thế lực của Lâm Thị thôi. Gì chứ? Ai mà dám nói như vậy? Lâm Thiết Kha, em nghĩ ai cũng đơn thuần như em sao? Giới kinh doanh này chính là kiểu đi người khác xuống để kiếm lợi nhuận cho cá nhân. Em không quan tâm, mọi thứ em làm, em tự biết. Dương Tuân Phong hít sâu một hơi, anh muốn bảo vệ cô nhưng cô lại quá lì lợm. Lấy điện thoại gọi cho ông Lâm, Tuân Phong chào thưa một chút, liền vào vấn đề chính. Bác Lâm, con muốn chính con là người đưa ra toàn bộ quyết định cho việc xây dựng công ty thời trang riêng của Thiết Kha. Thật mong bác có thể xem xét. Được được, ta không có thời gian được quán xuyến. Có con quyết định thì ta tin tưởng giao hết cho con. Con cảm ơn bác. Tắt máy, anh không quan tâm đến thái độ của cô, trực tiếp ném bỏ bản kế hoạch ban đầu vào thùng rác. Thiết Kha tức đến điếng người, quay sang trách mắng anh. Anh điên rồi sao? Đó là công sức của em mà. Cho dù là gì thì anh bây giờ mới là người có quyền quyết định. Công ty này trực thuộc Lâm Thị, chính Lâm Thị đã bàn giao cho anh.
thì em buộc phải nghe lời của anh. Anh không giấy tờ. Anh nói thế nào là ủy quyền hả? Dương Tuân Phong rõ ràng rất lưu manh, đã ghi âm toàn bộ cuộc gọi với lão Lâm. Việc ủy quyền đúng là chỉ cần bây giờ anh chạy tới Lâm Thị và ký kết thì coi như đã thỏa thuận xong. Tiết Kha không cao lòng. Em muốn đẩy nhanh tiến trình, hoàn thành xong công ty đã, rồi hãng tính những chuyện khác. Em càng ôm việc thì càng làm ẩu thôi, không có tác dụng gì cả. Mặc kệ anh, em có hướng đi của riêng em. Lâm Tiết Kha, anh nói một là một, hai là hai. Anh gắt lên rồi, còn cô chỉ biết đứng đó uất ức, đau lòng đến mức nước mắt đã rơi xuống. Anh không lắng nghe ý kiến của em, anh có thương em không vậy? Chuyện công việc không liên quan đến tình cảm. Đồ đáng ghét, em ghét anh. Nói rồi Tiết Kha bỏ đi. Cô uất ức khóc rất nhiều. Tại sao trong tất cả mọi chuyện Tuân Phong chưa bao giờ lắng nghe cô? Anh luôn áp đặt suy nghĩ của anh rồi bắt cô phải làm theo. Tại sao anh chưa từng nuông chiều và làm theo ý của cô một lần? Chỉ sau ngày hôm đó, Lâm Thị chính thức bàn giao việc quản lý công ty thời trang con cho Dương Tuân Phong. Lâm Tiết Kha biết chuyện thì nổi trận lôi đình, nhưng cô lại không thể làm gì khác. Đến cuối cùng vẫn là nghe theo kế hoạch của Tuân Phong. Từ trước đến nay, Dương Tuân Phong làm gì cũng có lý do của riêng mình. Anh không nuông chiều, làm theo ý cô cũng là vì muốn tốt cho cô. Chỉ là cô gái nhỏ của anh thì mãi chẳng hiểu ra. Cô luôn cho bản thân thiệt thòi, không được anh yêu thương và tôn trọng như những người con gái khác. Tiết Kha càng ngày càng cảm thấy bản thân thua thiệt trong mối quan hệ. Tại sao cũng là yêu đương, cũng là hẹn hò mà họ được người yêu cưng chiều và tôn trọng, còn cô thì khác, lúc nào cũng phải nghe theo lời của anh, mọi ý kiến hay góp ý của cô anh đều bỏ ngoài tai. Dương Tuân Phong, phải làm sao khi em muốn dừng lại mối quan hệ này? Một mình lang thang trên đường phố, cô tự cảm thấy lòng mình yên bình hơn một chút. Cô suy nghĩ về tất cả, về những việc anh làm, cảm giác như chính mình không được tôn trọng vậy. Đã quá nhiều lần cô phải làm theo ý anh dù cô không muốn. Cô không thích ăn rau, anh lại bắt cô phải ăn thật nhiều rau. Cho dù cô có ói thì anh cũng không từ bỏ ý định bắt ép cô. Cô không thể mở nắp chai nước, anh cũng mặc kệ không quan tâm. Cô không đồng ý việc anh đi đá banh về trễ, anh cũng mặc lời cô nói. Công việc của cô, anh lại xen chân vào mà không tôn trọng cô một chút. Đến cuối cùng, cô phải làm gì với anh đây? Chia tay ư? Cô không thể, vì cô rất yêu anh. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy, cô cảm thấy rất uất ức. Lúc này đây, từng cơn gió mạnh ùa về như báo hiệu trời sắp chuyển mưa. Tiết Kha bất lực thở dài tiếp tục bước đi, muốn mặc kệ trời đất, nhưng lại cảm nhận trên vai đã có một chiếc áo vest khoác lên. Dương Tuân Phong đứng trước mặt cô, vô cùng nghiêm túc chỉnh trang lại để cô giữ ấm nhất có thể. Sao lại đi lục tục? Tại em muốn đi hóng gió một chút. Sao không dù anh đi cùng? Tại em muốn yên tĩnh, lâu lâu vẫn nên ở một mình. Ừ, về nhà thôi, anh nấu súp cua cho em rồi, còn phải uống sữa ấm nữa, thời tiết đang rất lạnh. Dương Tuân Phong nắm tay cô kéo đi. Lâm Tiết Kha nhìn bàn tay mình đang được bao phủ bởi hơi ấm của anh thì vô cùng hạnh phúc. Cô hơi khẽ cười rồi cùng anh trải qua buổi tối ấm áp. 3 tháng sau, công ty thời trang dưới sự quản lý của Tuân Phong thì vô cùng thuận lợi. Tuần lễ thời trang vàng tri ân các nhà thiết kế mới, Tiết Kha ngồi bên dưới sân khấu, ánh mắt đã rất mong chờ cùng tinh thần hồi hộp không yên. Nếu cô đoạt được giải thưởng đầu đời này thì có phải cô đã đánh được một cột mốc rất quan trọng đối với sự nghiệp của mình. Mà bên cạnh cô ngay lúc này là Dương Tổng cao cao tại thượng. Anh không ngại xung quanh có bao nhiêu người, nắm tay ân cần an ủi cô. Đừng lo lắng, có anh ở đây với em. Tuân Phong, em rất hồi hộp. Anh ở đây. Lời anh nói như động lực lớn đối với cô. Phải rồi, dù có kết quả có ra sao thì anh vẫn ở đây, nắm tay cô và mãi ở bên cạnh cô. Tiếng nữ MC vang lên, cô ấy đọc to hạng mục giải thưởng rồi đọc lớn tên cô, khiến cô hạnh phúc vỡ òa mà đưa tay lên bịt miệng. Tuân Phong hơi cười, trong lòng cũng đã chút đi những gánh nặng. Anh đứng dậy đỡ cô lên sân khấu rồi quay lại vị trí cũ. Tiết Kha cầm chiếc cúp trên tay mà mắt đã rưng rưng. Thật tốt khi tôi có thể nhận được giải thưởng này. Đây có thể được xem là bước ngoặt cho sự nghiệp của tôi. Thật cảm ơn.
Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương và ủng hộ. Cô nhìn anh, muốn nói lời cảm ơn nhưng lại không thể. Dương Tuân Phong nói đúng, cô không cần gấp gáp, chỉ cần đúng thời gian, đúng thời điểm thì cô sẽ thành công. Nếu như cô quảng bá bộ sưu tập này từ trước, chắc hẳn cô đã không có được vinh danh này. Có khi còn bị người đời chê trách vì bản thân phải lấy danh nghĩa là tiểu thư Lâm gia để thực hiện chiến lược quảng bá. Còn cô của cô bây giờ đứng đây với tư cách là giám đốc và là nhà thiết kế độc quyền của công ty thời trang Lâm Thị. Một tay cô sẽ khởi sắc nó, không cần bất cứ ai, cô sẽ chứng minh rằng cô làm được. Bên dưới sân khấu, có một người đàn ông luôn hướng ánh mắt về phía cô, ánh mắt của một kẻ si tình mang đầy sự tự hào dành cho cô. Đối với anh, Lâm Thiết Kha luôn là giỏi nhất và cô xứng đáng với tất cả những gì diễn ra ngày hôm nay. Trải qua 9 tháng 10 ngày với chiếc bụng bầu đầy ý nghĩa, cả Mộ Khanh và Tuệ Di đều mong ngóng cái ngày được chào đón đứa con đầu lòng của mình. Vừa mới chập sáng, Tuệ Di đã cảm thấy bản thân không được khỏe trong người. Cô nặng nề ngồi dậy, đưa tay lay người chồng ở bên cạnh. Trên trán đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, mặt mày có chút khó chịu mà nhăn nhó. Mộ Khanh, em khó chịu quá. Mộ Khanh đang trong cơn mê ngủ, nghe tiếng vợ gọi thì mơ hồ tỉnh dậy, chống tay đỡ cơ thể còn nặng nề do cơn ngủ. Anh ngồi dậy đưa tay mở đèn ngủ bên cạnh, nhìn vợ mình nhăn nhó, từng tầng mồ hôi đổ ra khiến anh hoảng hốt. Tuệ Di, em làm sao vậy? Bụng em khó chịu quá. Chồng ơi. Mộ Khanh hệt như một kẻ điên, anh hoảng hốt nhảy nhanh xuống giường chạy đi tìm mẹ. Vừa tìm mẹ vừa gọi cấp cứu, trong ánh mắt của người đàn ông ấy đang hiện hữu nhiều sự lo lắng không yên. Ông bà Diệp vừa nghe tin đã vội vàng chạy sang bên phòng. Biết cô chuyển dạ nên rất nhanh chóng đã thu xếp hết tất cả những thứ cần thiết. Diệp ra nửa đêm lại là một trận náo loạn không yên. Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đậu dưới nhà Diệp ra. Mộ Khanh bế vợ xuống lầu, gấp gáp leo lên xe. Ở Diệp ra, Tuần Phong cũng vội vàng lấy xe chở ông bà Diệp tới bệnh viện. Phòng sinh đã được chuẩn bị từ trước. Tuệ Di chịu đựng từng cơn đau bất tận, hệt như rút cạn đi mọi sinh lực của cô. Cô la hét, hai tay luôn bấu víu vào ga giường bên dưới. Nhìn vợ như vậy, Mộ Khanh chính là không thể kìm nổi nước mắt. Bà xã, cố lên em, anh ở đây. Bà xã, nắm tay anh, yên tâm nhé. Tuệ Di được đưa vào phòng sinh ngay sau đó. Mộ Khanh ở bên ngoài lo lắng đến độ hai mắt đã đỏ đi. Nếu anh được thay thế vị trí của cô, có lẽ anh đã không khóc. Cô đau đớn như vậy mà chính anh lại chẳng thể giúp được gì. Bất giác anh lại muốn ôm lấy cô, muốn cảm ơn tất cả những gì mà cô đang hy sinh cho anh. Tiếng cửa mở ra, cả Diệp gia vội vã đứng dậy ngay trước mặt bác sĩ. Bọn họ đang rất lo lắng cho cả Tuệ Di và đứa cháu trong bụng. Vị bác sĩ hơi khẽ cười, niềm hạnh phúc cũng hiện rõ trên mặt. Thật chúc mừng Diệp gia, một tiểu thiếu gia vô cùng đáng yêu. Chỉ cần đôi ba lời thông báo ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến cả Diệp gia rưng rưng nước mắt. Đợi khi bệnh viện chuyển cô lên phòng chăm sóc, Diệp gia mới có thể tiền lên gặp cô và gặp cả đứa nhỏ mà họ mong chờ bao ngày tháng qua. Lâm Thiện Di vì mất quá nhiều sức nên đã ngất lịm đi. Cả nhà bọn họ chỉ đành chơi đùa với đứa nhỏ đang ngủ ngon lành bên cạnh. Khuôn mặt đứa bé đáng yêu đến mức Trần Kim chỉ cảm thán. Ôi, giống hệt Mộ Khanh ngày nhỏ. Hai chiếc má bánh bao này thật không thể lộ đi đâu được. Mà Diệp Mộ Khanh lúc này chỉ biết ngồi cạnh giường, nắm chặt lấy tay vợ. Anh thật cảm ơn cuộc đời này đã mang cô về bên cạnh. Một lúc sau thì Thuệ Di cũng tỉnh lại, cơ thể yếu ớt, bên dưới đau nhói, nhưng cô vẫn bật dậy trong dứt khoát. Đưa mắt nhìn mọi người, rồi nhìn cục bông nhỏ trên tay bà Diệp mà thở phào trong nhẹ nhõm. Trần Kim khẽ cười, bà nhấn mày đưa bé nhỏ vào lòng cô. Giây phút này làm Tuệ Di xúc động đến mức đã khóc. Mộ Khanh vội vàng lau đi, hạnh phúc lên tiếng. Sao lại khóc? Con đến với chúng ta rồi. Cảm xúc lần đầu được làm mẹ thật khó diễn tả. Tuệ Di chỉ còn biết nghẹn ngào hôn lên trán con. Lúc này Mộ Khanh cũng vòng tay ôm lấy cô và con vào lòng, hình ảnh một gia đình ấm êm và hạnh phúc. Mọi người rời đi hết, Mộ Khanh mới dám nhìn cô, trong mắt lại chứa rất nhiều yêu thương và tự hào. Tuệ Di à, vất vả cho em rồi. Không vất vả. Cô lắc đầu mỉm cười với anh. Cả hai đưa mắt nhìn xuống, Quý Tử vẫn còn đang nhắm mắt an yên mà thầm cười. Tuy không nói ra nhưng cả hai đang ngầm cảm ơn đối phương vì đã mang tới một món bảo bối vô cùng ý nghĩa đối với cuộc sống hôn nhân của họ. Tiếng nhạc êm ái làm cho lòng người phải dâng lên những nỗi niềm xúc động.
Mới đó mà đã trải qua một năm dài, có biết bao nhiêu chuyện buồn vui đã xảy ra. Ngày hôm nay, Lâm Thiết Kha chính thức khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, sâu trong ánh mắt là niềm hạnh phúc vô bờ. Cô đang bước đi, bước từng bước chậm rãi về phía người đàn ông cô đời mình, người mà cô yêu, người mà cô mong, người mà cô muốn cùng đi hết cả cuộc đời. Trên sân khấu, người con trai mặc trên mình bộ vest trắng không thể ngừng hướng ánh mắt về phía cô. Dương Tuân Phong dường như đã khóc. Anh đang khóc cho cả quá khứ từng bỏ rơi cô, khóc cho cả hiện tại đã có cô ở bên cạnh. Đôi chân anh như không chút sức lực, muốn chạy thật nhanh về phía cô nhưng lại không thể, chỉ còn biết đứng đó hướng mắt về phía cô. Tiết Kha nhìn anh, đôi mắt cũng đang ngấn lệ, nhưng khóe môi của cô thì không thể ngừng cười. Cô vươn tay ra muốn nắm tay anh khi bản thân đã đến gần sân khấu, mà lúc này chú rể của cô mới có thể bình tĩnh bước xuống nắm lấy tay cô. Bao nhiêu quan khách đã phải xúc động trước tình yêu của họ, không ồn ào, không náo nhiệt, họ thầm lặng ở bên nhau, thầm lặng yêu nhau, và đến cuối cùng là cùng nhau công khai trở về một nhà. Đứng đối diện nhau, cả hai trao nhau chiếc nhẫn cưới thiêng liêng nhất. Tiết Kha bỗng dưng lại khóc nức lên, làm anh phải vội vàng lau nước mắt dỗ dành, ôm lấy cô vào lòng. Đừng khóc, anh yêu em. Lấy lại được bình tĩnh, Tiết Kha đứng đối diện anh. Cô không biết mình nên nói gì nữa, chỉ biết là có rất nhiều thứ cô muốn nói ra, mọi thứ lộn xộn, không biết nên nói cái gì trước, cái gì sau. Dương Tuân Phong, anh là một kẻ tồi nhất mà em từng quen biết. Phải nói sao nhỉ? Lâm Thiết Kha em trước nay vạn người theo đuổi, em lại không màng tới mà chọn yêu thầm anh. Yêu con người mà chỉ qua một ánh nhìn. Cuộc đời của em từ khi sinh ra đã nằm ở vạch đích. Con đường em đi đều trải đầy hoa hồng. Chỉ có yêu anh lại mới biết đau khổ là như thế nào, mệt mỏi là thế nào. Nhưng mà ông trời không phụ chân tình của em. Đến cuối cùng, anh cũng yêu em, cũng đền đáp tình cảm của em. Đây có lẽ là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em. Tuân Phong, anh không phải là người bạn trai hoàn hảo trong mắt em. Em từng nghĩ về những chàng trai ngôn tình sẽ chiều chuộng tất cả những gì em muốn. Em cũng muốn người yêu em công khai em trên tất cả các trang mạng mà anh ấy sử dụng, để ngoài kia họ biết rằng anh ấy là người đã có chủ. Nhưng mà anh lại hoàn toàn ngược lại. Anh không chiều chuộng em, anh không lắng nghe em, thậm chí có những lần còn gạt bỏ cả những ý kiến của em. Và anh cũng không công khai tình cảm của chúng ta cho bất kỳ ai biết. Anh biết không, chính em nhiều lúc đã muốn chia tay anh, nhưng vì chủ yêu mà em không thể buông bỏ anh. Ấy thế mà sau tất cả em lại nhận ra, người em yêu là luôn muốn tốt cho em. Nếu không có anh, chắc em đã không trở thành một nhà thiết kế có tiếng như ngày hôm nay. Nếu không có anh nghiêm khắc với em, thì có lẽ Lâm Tiết Kha em đã bị những cơn đau dạ dày hành cho tới chết. Nếu không có anh, cô ấy cũng không xuân sắc như bây giờ vì những lần thức khuya đánh game. Tuân Phong, sau tất cả, em nhận ra em yêu đúng người. Anh không phải là người bạn trai lý tưởng nhất, nhưng chắc chắn sẽ là người chồng tốt nhất trong mắt của em. Những lời của Lâm Tiết Kha sao lại có thể khiến người khác xúc động đến như vậy? Phải chăng cô đã muốn nói với anh những điều này từ rất lâu rồi, chỉ là bây giờ mới có cơ hội để bày tỏ? Dương Tuân Phong chỉ còn biết cười, hai hàng nước mắt thì đã chảy. Lâm Tiết Kha, em nói nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần nói em yêu anh là đủ. Cả hai cùng nhau bật cười, rồi ôm chầm lấy trước sự xúc động của mọi người. Lễ cưới này hệt như một bức tranh cổ tích đầy ngọt ngào và yêu thương. Sau bữa tiệc cưới đầy cảm xúc, Dương Tuân Phong là lần đầu tiên cùng vợ công khai nắm tay đứng trước báo chí để chia sẻ tình yêu. Khỏi phải nói, cánh nhà báo giờ hệt như những con thú săn mồi, vồ vập đưa ra những câu hỏi. Lâm tiểu thư, à không, Dương phu nhân, cô có thể nói rõ hơn về việc bản thân yêu thầm Dương thiếu gia không ạ? Chuyện đó sao? Chính là yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì sự soái ca của anh ấy mà tôi đã cố tình bước lại, cố ý tạo ra màn đụng chạm duyên, khiến cho anh ấy phải giặt giúp tôi chiếc áo sơ mi bị vấy bẩn cà phê.
Có trời mới biết Tuân Phong đã bất ngờ như thế nào khi biết vụ việc năm đó là do cô vợ nghịch ngợm của mình làm. Bỗng dưng anh lại nhìn cô bằng ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần yêu chiều, rồi hôn lên tóc cô. Vậy tại sao suốt quãng thời gian yêu nhau cả hai chọn cách im lặng không công khai ạ? Vì tôi muốn bảo vệ cô ấy khỏi dư luận. Tôi tin cô ấy tự mình làm được tất cả mọi thứ, và mọi người phải công nhận điều đó. Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng là vì sự ảnh hưởng của tôi nên những mẫu thời trang của cô ấy mới được ưu chuộng. Trả lời xong câu hỏi thì anh cũng nhận ra bản thân Tiết Kha đã mệt, không dài dòng. Anh cúi gập người cảm ơn tất cả rồi cùng vợ rời đi. Dương Tuân Phong là vậy, anh không nói, nhưng hành động của anh chứng minh rằng Tiết Kha là người quan trọng nhất đối với anh. Vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Hôn Nhân Ép Buộc. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.